MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Chiến Hồn U Linh tập 164. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Bạch Ma cũng có chút dục dịch, ngược lại là cái kia Tam Nhãn Tử Ưng, dọa đến lảo đảo một cái, kém chút đem Tiêu Phàm bọn họ quăng xuống dưới. Hảo hảo bay, bằng không thì, bản đế lột sạch ngươi lông chim. Bạch Ma hung hăng đạp Tam Nhãn Tử Ưng một cái. Tam Nhãn Tử Ưng bỗng nhiên run một cái, toàn thân lông dựng đứng, hiển nhiên bị Bạch Ma dọa cho phát sợ. Đúng rồi, ngươi nói mảnh này của địa có Tam Vương, ngoại trừ cái kia Tử Huyết Bước Vương bên ngoài, còn có ai? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn là không thể nào thời gian dài đợi ở mảnh này cổ địa, hắn còn muốn chạy tới Bách Sắt chiến trường trung ương nhất, cùng với những cái khác địa vực thiên tài va chạm. Muốn biến đủ mạnh, liền cần đại lượng chiến đấu đến ma luyện tự thân, mà không chỉ có chỉ dựa vào lĩnh ngộ. Có ít người cảnh giới đột phá nhanh, nhưng chiến lực cũng không như thế nào, tương phản, có chút kẻ cảnh giới thấp, vượt giai đối chiến lại là chuyện thường, liền tựa như Tiêu Phàm. Bách Sắt chiến trường, thế nhưng là nhân tộc Tam Thiên vực thiên tài giao phong, mà không chỉ có cực hạn thiên địa võ vực, chỉ là ngẫm lại, hắn thì có chút chờ mong. Ở Thiên Vũ vực, Tiêu Phàm xem như thiên tài, có thể phóng tầm mắt nhân tộc Tam Thiên vực, vậy coi như không nhất định. Bởi vậy, hắn Tiêu Phàm vẫn như cũ cần đại lượng ma luyện, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên người trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ không thể địch nổi khí thế. Đứng ở hắn sau lưng Bạch Ma hơi kinh hãi, không biết tại sao, vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác có một tòa sơn nhạc ép ở chính mình trước mặt. Hồi tiền bối, cổ địa Tam Vương, ngoại trừ Tử Huyết Bước Vương bên ngoài, mặt khác hai vương theo thứ tự là Lôi Viên Vương cùng Thanh Long Vương, bọn họ thực lực cũng rất cường đại, thậm chí so Tử Huyết Bước Vương càng mạnh. Tam Nhãn Tử Ưng vội vàng giải thích nói. Lôi Viên Vương, Thanh Long Vương, Tiêu Phàm ngược lại là đến vài tia hứng thú, các người tốt nhất may mắn không có đối Tu La Điện xuất thủ, nếu không mà nói, đều phải cùng Kim Bước Vương một cái hạ tràng. Tam Nhãn Tử Ưng nghe vậy, trong lòng một trận kinh hãi, cái này nhân tộc tiểu tử, dĩ nhiên thật muốn giết Tam Vương sao? Phải biết, Tam Vương thế nhưng là vô cùng có khả năng đột phá đến thần vương cảnh A, mặc dù chỉ là một chân bước vào, nhưng có thể thi triển pháp tắc chi lực, cùng cổ thần cảnh ở giữa khác nhau có thể liền là một ngày đầy đất. Tiêu Phàm xác thực rất mạnh, nhưng muốn mạnh hơn thần vương cảnh, lại làm sao có thể đây? Sông núi nhanh chóng lui lại, ba canh giờ sau, Tam Nhãn Tử Ưng rốt cục ngừng lại. Đến, Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt lại là nhìn về phía nơi xa, ngoài mấy chục dặm, Tử Huyết sắc sương mù lan tràn, từ một đầu khe sâu bên trong trùng thiên mà lên, bao phủ mấy tòa đỉnh núi. Dù là cách xa nhau cách xa mấy chục dặm, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một cỗ khiếp người tâm hồn khí tức, ẩn ẩn có một loại siêu việt thần thông lực lượng ở phun trào. Chẳng lẽ thực sự là thần vương cảnh? Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bất quá mặt ngoài lại là bình tĩnh như thường. Tiền bối, nơi đó liền là Âm Sát Huyết Khe, Tử Huyết Bước Vương hang ổ, bên trong nắm giữ vô số kim đồng yêu bức, thậm chí đi đến Kim Bước Vương tầng thứ đều có không ít. Tam Nhãn Tử Ưng giải thích nói ra lời này thời khắc, nó toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt. Nếu là bình thường, Tam Nhãn Tử Ưng là khẳng định không dám bước vào phiến khu vực này, nếu như không phải Tiêu Phàm trấn nhiếp nó, đoán chừng đã sớm trốn. Tiểu tử, trong này có loại tà môn khí tức, thật có khả năng là thần vương cảnh. Bạch Ma mặc dù không sợ, nhưng trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Đã từng đi đến qua cái kia cảnh giới hắn, nhất là rõ ràng thần vương cảnh cường đại, lấy bọn hắn thực lực, muốn giết chết một cái thần vương cảnh, cũng không phải đồng dạng gian nan, đoán chừng nhiều nhất cũng liền cuốn lấy mà thôi. Sợ cái gì, đáng tiếc con rơi vị đạo không hề tốt đẹp gì, bằng không trực tiếp làm thịt ăn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Trên người khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng hướng về cái kia Âm Sát Huyết Khe nghiền ép mà đi. Một màn này, nhưng đem Tam Nhãn Tử Ưng dọa cho phát sợ, cho dù Bạch Ma cũng làm xong cứng chuẩn bị, đề phòng nhìn chằm chằm nơi xa. Làm càn, ai dám phạm ta Âm Sát Huyết Khe, chán sống rồi hay sao? Lại có huyết nhục chủ động đưa tới cửa, cạc cạc, hôm nay có thể ăn no nê một trận. A, à, lại là nhân tộc tu sĩ. Mảnh này cổ địa có vẻ như mấy vạn năm chưa từng có nhân tộc tu sĩ a, chẳng lẽ lại có người có thể tiến vào nơi này? Nơi xa, Tử Huyết sắc sương mù bốc lên, từng đạo kinh khủng khí tức từ cái kia Âm Sát Huyết Khe bên trong sông ra, từng cái kim sắc biên bước xuất hiện ở bọn họ tầm mắt. Có tầm 10 cỗ cường đại khí tức,
dĩ nhiên không kém đối trước giết chết Kim Bức Vương, 89/10 đều là bán bộ thần vương cảnh cường giả. Tam Nhãn Tử Ưng cảm nhận được cỗ kia khí tức, toàn thân run rẩy dữ dội, không lo được Tiêu Phàm mệnh lệnh, hai cánh một trận chiến, cực tốc hướng về chân trời lao đi, giống như trốn không thấy bóng dáng. Thứ hèn nhát, Bạch Ma hung hăng trừng Tam Nhãn Tử Ưng rời đi phương hướng, giận mắng một tiếng. Tiêu Phàm bất vi sở động, nhìn chằm chằm Âm Sát Huyết Khe, nếu như chỉ là Kim Bước Vương như thế thực lực, hắn thật đúng là không sợ hãi. Kim Bước Vương ở trước mặt hắn, cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, chỉ có bị nghiền ép mệnh. Nha, dĩ nhiên còn có không sợ chết, chẳng lẽ thực sự là đến tìm chết sao? Lít nha lít nhít con rơi đem Tiêu Phàm cùng Bạch Ma vây quanh ở trung ương. Có hắc sắc, có huyết sắc, nhưng chỉ có số ít mấy đầu là cả người hiện lên kim sắc, bọn chúng thực lực cũng không nghi là mạnh nhất. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng đã thu liếm khí thế, những cái này con rơi căn bản là nhìn không ra hắn tu vi, chỉ là nhìn hắn niên kỷ, còn tưởng rằng Tiêu Phàm cũng chính là một cái 20 tuổi nhân tộc tiểu tử. Nhưng từ Huyết Bước Vương cút ra đây, Tiêu Phàm đứng chắp tay, căn bản không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại 10 phần bá đạo phun ra một câu. Làm càn, ngươi tính thứ gì? Trong đó một đầu tóc vàng Bước Vương gầm thét một tiếng, hai cánh liền hướng lấy Tiêu Phàm nổi giận chém mà xuống. Tự tìm cái chết, Bạch Ma hét lớn, vội vàng ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm, một cái móng vuốt nhô ra, cái kia như thiên đao cánh, bỗng nhiên ở hư không nổ tung. Ngay sau đó, Bạch Ma thân thể đứng dậy mà tiến, hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp xuyên thấu cái kia Kim Bước Vương lồng ngực, huyết thủy giống như mưa rào tầm tã chiếu xuống. Mà cái kia Kim Bước Vương, lại là trực tiếp hướng về hư không rơi xuống, cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Cái gì, ngươi giết 18, cái khác Kim Bước Vương nhìn thấy, không khỏi hít một hơi lạnh. Cái kia Kim Bước Vương thế nhưng là bán bộ thần vương cảnh A, dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị người làm thịt rồi, cái này khiến bọn chúng như thế nào bình tĩnh. Cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng từ Huyết Bước Vương cút ra đây, nếu không ta liền huyết tẩy Âm Sát Huyết Khe. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, sát khí nặng nề liếc nhìn lấy toàn trường. Ngươi tính thứ gì, liền bằng ngươi, liền muốn cho đại ca tới gặp ngươi. Đối phó hai người các ngươi, lại còn cần ta đại ca xuất thủ. Giết cái này cuồng vọng tiểu tử, cũng liền đầu kia yêu chó cường đại một chút, ta liền không tin, cái này yêu chó còn có thể ở trong tay chúng ta giữ được hắn. 10 đầu Kim Bước Vương sát khí bừng bừng, kinh khủng khí thế hóa thành vô tận kim sắc lợi nhận, từ tứ phía bát phương phóng tới Tiêu Phàm cùng Bạch Ma. Trong đó mấy đầu kim sắc Bước Vương càng là nộ sát mà ra, hư không đều dường như tiếp nhận không được bọn chúng uy áp. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, con người biến băng lãnh đến cực điểm. Vô tận chi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra, ở hắn chung quanh, càng là xuất hiện mấy cái rộng lớn hắc sắc vòng xoáy, một cỗ hủy diệt tính khí tức bao phủ chu vi vài dặm phạm vi. A tương đương, cái kia mấy đầu phóng tới Tiêu Phàm Kim Bước Vương kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, cái gì đều không lưu lại. Cái khác Kim Bước Vương nhìn thấy, trong mắt đều là sợ hãi, vội vàng ngừng thân hình, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm cùng Bạch Ma. Chết! Tiêu Phàm thật không nghĩ qua cho bọn hắn cơ hội. Hắn thân hình khẽ động, mấy đạo linh hồn phân thân bay ra, mang theo vô tận chi hỏa cùng hắc sắc vòng xoáy hướng về mặt khác mấy đầu kim sắc Bước Vương đánh giết mà đi. Nhân tộc tiểu tử, dừng tay. Trong đó một đầu kim sắc Bước Vương dọa đến vãi cả linh hồn, phẫn nộ gào thét. Cơ hội bỏ qua liền không có. Tiêu Phàm sát tính nổi lên, căn bản không có bất luận cái gì dừng tay xu thế, liền tựa như ngạ lang xông vào bầy cừu một dạng. Oanh! Không chờ cái kia Kim Bước Vương kịp phản ứng, trên trăm trượng thân thể liền bị vô tận chi hỏa cùng hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, rào sát thành vô số xương máu chiếu xuống hư không. Cơ hội bỏ qua liền không có. Cái khác con rơi trong đầu còn quanh quẩn Tiêu Phàm lời nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn chúng nguyên bản coi là đầu kia yêu chó cũng đã đầy đủ cường đại, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này nhân tộc tiểu tử, dĩ nhiên càng khủng bố hơn, cùng bọn họ hoàn toàn không phải cùng một cái tầng thứ A. Phải biết, bọn chúng có thể đều là bán bộ thần vương cảnh, có thể ở cái này nhân tộc tiểu tử trước mặt, dĩ nhiên không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng đây? Có thể sự thật liền là như thế, trong trước mắt, chết ở trong tay Tiêu Phàm Kim Bước Vương thì có 5 đầu, bây giờ chỉ còn lại 7 đến 8 đầu tả hữu. Cứ tiếp như thế, bọn chúng đều phải lưu ở nơi này không thể. Tiêu Phàm những nơi đi qua, đầy trời con rơi bị vô tận chi hỏa phần luyện hầu như không còn, tử thương thảm trọng, hắn nghiễm nhiên liền là một cái rào sát cơ,
Cổ thần cảnh đỉnh phong trở xuống, căn bản ngăn không được hắn một kích lực lượng. Đại ca, cứu mạng, rốt cục, có một đầu tóc vàng bước vương tiếp nhận không được loại này tử vong dày vò, dùng hết toàn lực tê hống. Đại ca, cứu chúng ta. Đại ca, nhanh đi ra giết hắn. Cái khác mấy đầu kim bước vương nhìn thấy, cũng nhao nhao lấn hống, hiện tại duy nhất có thể cứu chúng nó, liền chỉ có bọn chúng đại ca tử huyết bước vương. Tiêu Phàm cường hãn thực lực và kinh khủng sát tính, để chúng nó cảm nhận được tử vong khí tức. Tiêu Phàm căn bản lười nhác để ý tới bọn chúng, tiếp tục thi triển thần thông ngự. Thần thông ngự từ khi lần trước dị biến sau đó, uy năng không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Cho dù là bán bộ thần vương, chỉ cần tiến nhập cái kia màu đen vòng xoáy, cũng sẽ bị cái kia màu đen gió lốc rào sát, cắt đứt không chỉ là nhục thân, còn có linh hồn. Phốc phốc, lại có hai đầu kim bước vương bị Tiêu Phàm chém giết, máu tươi bạo tán hư không, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập tứ phương, cho người nghe ngóng buồn nôn. Còn lại sáu đầu kim bước vương chỗ nào còn dám ở chỗ này dừng lại, không muốn sống hướng về âm sát huyết khe phương hướng bỏ chạy. Cho dù Bạch Ma cũng nhìn một trận hái hùng khiếp vía, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm khi ra tay dĩ nhiên ác như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này thật muốn diệt kim đồng yêu bước bộ tộc này. Các ngươi trốn không thoát, Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hóa thân thành một đạo thiểm điện đuổi theo. Hắn tất nhiên nói ra diệt sát kim đồng yêu bước nhất tộc lời nói, tự nhiên không phải đơn giản nói đùa, mà là hắn thực sẽ làm như vậy. Hống tương đương. Đột nhiên, một tiếng ngập trời gầm thét từ âm sát huyết khe phương hướng truyền đến, kinh khủng khí thế mãnh liệt tứ phương, chân trời mây đen hội tụ, tựa như toàn bộ thiên khung đều sụp đổ xuống tới. Tử huyết sắc vũ khí bốc lên, lên như diều gặp gió, xa xa nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, có một đầu 200 đến 300 trượng tử huyết sắc biên bước ở trong mây mù bốc lên. Đại ca, một đám kim bước vương nhìn thấy, trong lòng đại hỉ, hiển nhiên, kia chính là tử huyết bước vương. Sáu đầu kim bước vương đột nhiên ngừng thân hình, căm tức nhìn Tiêu Phàm, tựa như muốn theo lấy tử huyết bước vương giết trở về một dạng. Giết ta kim đồng yêu bước nhất tộc người, chết. To lớn tử huyết sắc biên bước gào thét một tiếng, giang hai cánh ra, dĩ nhiên rộng chừng 500 trượng, rộng lớn đến cực điểm, uy áp cái thế. Lời này ta trước kia cũng nói qua, giết ta huynh đệ người, diệt nhất tộc. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, nhìn thấy cái kia sáu đầu kim bước vương dĩ nhiên ngừng lại. Lòng hắn bên trong càng là cười lạnh không thôi. Ngự. Tiêu Phàm trong lòng hét lớn một tiếng, mấy cỗ linh hồn phân thân bỗng đồng thời thi triển thần thông ngự, càng thêm quỷ dị là, linh hồn phân thân không biết lúc nào đã đem sáu đầu kim bước vương vây quanh ở trung ương. Theo lấy mấy hắc sắc vòng xoáy nở rộ, sáu đầu kim bước vương thần sắc đại biến, sợ hãi đến cực điểm. Giả, nhất định là giả. Một cái Tiêu Phàm liền như thế đáng sợ, bây giờ 7 đến 8 cái Tiêu Phàm đồng thời xuất thủ. Bọn họ chỗ nào vẫn là đối thủ. Bành. Trong đó cự ly Tiêu Phàm bản thể gần nhất cái kia kim sắc bức vương, ở chạm tới hắc sắc vòng xoáy một sát na kia, bỗng nhiên bị hắc sắc cương phong xé thành vỡ nát. Là thật, mặt khác năm đầu kim bức vương nhìn thấy, chỉ cảm giác linh hồn phát run. Làm càn, nhân tộc run rế, ngươi dám ngay trước bản vương mặt giết người. Tử huyết bức vương hầm hầm giận dữ, nó nguyên bản coi chính mình xuất hiện, cũng đã đủ để chấn nhiếp Tiêu Phàm. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này nhân tộc tiểu tử dĩ nhiên căn bản không để trong lòng, vẫn như cú đại sát đặc sát, tử huyết bức vương đột nhiên phát hiện, bản thân có vẻ như bị Tiêu Phàm xem như kẻ ngu. Làm càn lại như thế nào, ta giết được cũng không phải người, chỉ là nghiệt xúc mà thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ở tử huyết bức vương phẫn nộ ánh mắt bên trong, hắc sắc vòng xoáy triệt để đem còn lại năm đầu kim bức vương cho thôn phệ không còn một mảnh. Về phần cái khác cổ thần cảnh cùng thiên thần cảnh con rơi, lại là vô số kể, bọn chúng ở chạm đến hắc sắc vòng xoáy một sát na kia, liền trực tiếp nổ lên. Giết! Tử huyết bức vương gầm thét, nó cuối cùng còn lại sáu cái huynh đệ, vậy mà ở nó dưới mắt bị giết, cái này khiến nó như thế nào bình tĩnh đây? Theo lấy, giết, chứ một chỗ, hư không đột nhiên run rẩy kịch liệt, từng đầu huyết sắc đường vân xuất hiện ở hư không, tựa như trật tự thần liên một dạng. Pháp tắc, Bạch Ma cái thứ nhất kinh kêu đi ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tử huyết bức vương. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, nơi này không phải không thể thi triển pháp tắc chi lực a, làm sao cái này tử huyết bức vương có thể điều động pháp tắc chi lực, chẳng lẽ nó thật cũng đã đột phá đến thần vương cảnh. Không đúng, là bao phủ giới này trận pháp cũng đã tàn phá, mỏng manh pháp tắc hiện lên, xác thực có thể lĩnh hội, nhưng là cái này pháp tắc chi lực quá mỏng manh,
vĩnh viễn cũng không có khả năng đột phá chân chính thần vương cảnh. Bạch Ma lấy lại tinh thần, nháy mắt hiểu cái gì. Mà lúc này, cái kia đáng sợ sát phạt thần liên cũng đã hướng về Tiêu Phàm dũng mãnh lao tới, ngay sau đó mà tới là tử huyết bức vương hai cánh, nó tựa như muốn đem Tiêu Phàm một kích chém giết một dạng. Tiêu Phàm đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn xem đối diện tử huyết bức vương. Tiểu tử, đừng khinh địch, hắn mặc dù không phải chân chính thần vương cảnh, nhưng là không phải ngươi có thể địch. Bạch Ma vội vàng nhắc nhở. Vậy cũng chưa hẳn, Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Mắt thấy tử huyết bức vương một kích sắp rơi xuống thời khắc, Bạch Ma trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm vị trí, hắn không biết Tiêu Phàm cái nào đến tự tin, dĩ nhiên không nhìn tử huyết bức vương, cho dù là hắn, cũng phải nghiêm túc mấy phần a. Giới này, ta là chúa tể. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm bỗng hét lớn một tiếng, kinh khủng sóng âm trùng kích bao phủ mà ra. Ngươi là chúa tể, giới này có thể chúa tể, chỉ có chúng ta Tam Vương. Tử huyết bức vương khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, nó con người bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy cái kia sát phạt thần liên bỗng nhiên biến mất, nó trên người lực lượng, cũng nháy mắt chỉ còn lại nguyên lai 1/10 không đến. Không, không có khả năng, ta thế nhưng là thần vương. Tử huyết bức vương trợn tròn mắt, hắn đường đường thần vương cường giả, dĩ nhiên đột nhiên rơi xuống đến bán bộ thần vương cảnh giới. Cũng đừng nhìn đây chỉ là một bước nhỏ chênh lệch, có thể thực lực lại là ngày đêm khác biệt, bán bộ thần vương, cũng vẻn vẹn chỉ là nhục thân cùng linh hồn vô hạn tiếp cận thần vương, nhưng căn bản không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Ta nói, giới này ta là chúa tể. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó nâng lên ngón tay, một điểm đen từ hắn giữa ngón tay nở rộ. Điểm đen càng ngày càng lớn, nháy mắt hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, tử huyết bức vương nguyên bản nghĩ ngừng thân hình, có thể căn bản không kịp, nháy mắt liền biến mất ở trong hắc sắc vòng xoáy. Tha mạng, tha mạng, tử huyết bức vương kêu thảm thanh âm vang lên, truyền khắp tứ phương sơn lâm, rất nhiều trốn ở chỗ tối yêu thú nghe được, toàn thân không ngừng run rẩy. Cho các ngươi cơ hội không chân quý, hiện tại không cần. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, hắc sắc vòng xoáy bên trong thanh âm chậm rãi biến mất, cuối cùng triệt để yên lặng. Tám tử huyết bức vương chết. Bốn phía sinh linh trong lòng kinh hãi đến cực điểm, đây chính là giới này Tam Vương A, lại bị một cái nhân tộc tiểu tử giết đi. Hơn nữa, tiểu tử này thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không cho. Bạch Ma cũng là con ngươi rung động không thôi, hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên cường hãn như vậy, liền lĩnh ngộ tàn phá pháp tắc chi lực người đều có thể giết chết. Không đúng, không phải hắn thực lực đủ để sánh ngang thần vương cảnh, mà là cái kia, bách sát đế lệnh. Bạch Ma náo hải bên trong nguyên một đám ý niệm lóe qua, nháy mắt nghĩ tới cái gì. Tiêu Phàm nắm giữ bách sát đế lệnh, hơn nữa bị hắn luyện hóa, hắn phải có đầy đủ năng lực điều khiển giới này. Trước đó tử huyết bức vương thẳng hướng Tiêu Phàm thời khắc, rõ ràng có tàn phá pháp tắc thần liên xuất hiện, có thể cuối cùng lại quỷ dị biến mất. Rõ ràng là Tiêu Phàm điều động bách sát đế lệnh, nháy mắt hút hết giới này pháp tắc chi lực. Không có pháp tắc chi lực, tử huyết bức vương cũng liền tương đương với phổ thông bán bộ thần vương mà thôi, cùng những cái kia kim bức vương so sánh cũng căn bản mạnh không đi nơi nào. Lấy Tiêu Phàm thực lực, nghiền sát giờ phút này tử huyết bức vương, tự nhiên là không có bất kỳ huyền niệm gì. Mấy tức thời gian sau, Tiêu Phàm rút về thần thông ngự lực lượng, giết chết tử huyết bức vương, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Tiểu Bạch, kim đồng yêu bức nhất tộc, một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm đột nhiên lạnh như băng phun ra một câu. Tốt, Bạch Ma trong lòng giận mình, đối với hắn tới nói, đừng nói diệt sát nhất tộc, liền là hủy diệt một vực đều không có gì thương hại. Có thể Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là cổ thần cảnh tu vi a, dĩ nhiên lớn như thế sát tính, mỗi tiếng nói cử động, rất có bên trong chúa tể vô số người sinh tử cảm giác. Mau trốn. Kim đồng yêu bức nhất tộc nghe vậy, điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn lên, liền tử huyết bức vương đều chết rồi, bọn họ những người này lại nhiều đều không có khả năng là Tiêu Phàm đối thủ. Những cái kia không phải kim đồng yêu bức nhất tộc thú tộc cũng bị Tiêu Phàm lời nói cho khiếp sợ đến, đây quả thực chính là một hung nhân a. Rất nhiều thú tộc thế hệ trước đã từng được chứng kiến tiến vào giới này nhân tộc, nhưng là không có một cái có Tiêu Phàm lớn như thế sát tính. Tất cả thú tộc nghe, cho ta cho Thanh Long Vương cùng Lôi Viên Vương mang một tin tức. Ba ngày sau đó chưa đến đây, hạ chàng giống như tử huyết bức vương. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem bốn phía, tiếng truyền thiên địa đạo. Cái gì, hắn giết tử huyết bức vương còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn Thanh Long Vương cùng Lôi Viên Vương thần phục hắn?
Mở cái gì nói đùa, tiểu tử này cũng chính là của thần cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, làm sao có thể là Thanh Long Vương cùng Lôi Viên Vương đối thủ. Có thể vừa mới Tử Huyết Bức Vương thật bị hắn giết chết à, hơn nữa Kim Đồng Yêu Bức nhất tộc, đoán chừng rất nhanh liền sẽ diệt tộc, từ giới này gạch tên. Bốn phía thú tộc nghe vậy, hoàn toàn bị Tiêu Phàm khẩu khí cho khiếp sợ đến, nhưng Tiêu Phàm thực lực lại làm cho bọn họ có chút nhìn không thấu. Giới này Tam Vương, thực lực chỉ là tương đương nhau mà thôi, Tử Huyết Bức Vương bị Tiêu Phàm tùy tiện lại giết, Thanh Long Vương cùng Lôi Viên Vương lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Tiêu Phàm lời nói, rất nhanh hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, tin tưởng không cần bao lâu, liền sẽ truyền vào Thanh Long Vương cùng Lôi Viên Vương trong tai. Mà Tiêu Phàm, lại là không có quan tâm tất cả những thứ này, nếu như sau 3 ngày Lôi Viên Vương cùng Thanh Long Vương không đến nơi đây, hắn cũng không để ý diệt bọn họ. Dù sao, hắn mặc dù chuẩn bị nhường nơi này cho Tu La Điện người thí luyện, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhường Tu La Điện đệ tử lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Vô luận là Tử Huyết Bức Vương, vẫn là Thanh Long Vương cùng Lôi Viên Vương, cũng đã uy hiếp đến Tu La Điện sinh tồn, Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều muốn đem bọn họ nhổ tận gốc. Tiêu Phàm ánh mắt liếc nhìn lấy bốn phía, cuối cùng rơi vào nơi xa Tử Huyết Sắc quay cuồng âm sát huyết khe, chỗ nào vẫn như cũ Tử Huyết Sắc quang mang chớp hiện, khí tức khiếp người. Hắn quay đầu nhìn bốn phía con rơi một cái, dậm chân hướng về âm sát huyết khe đi đến, có bạch ma ở chỗ này, những cái kia cổ thần cảnh trở lên Kim Đồng Yêu Bức, đều không có khả năng chạy mất. Tiêu Phàm mấy bước liền đi tới âm sát huyết khe bên ngoài, khi hắn tới gần âm sát huyết khe thời khắc, một cỗ nhiếp nhân tâm phách sát khí từ đầu huyết khe bên trong đập vào mặt. Dù là lấy Tiêu Phàm tâm tính, cũng cảm nhận được một cỗ khiếp người hàn ý. Hắn con người đột nhiên chậm rãi biến thành huyết sắc, nghịch loạn đồng mở ra, vô số huyết sắc lợi kiếm rào sát lấy hư không, cái kia vô số tử huyết sắc vũ khí nháy mắt đứt đoạn đến. Thật nặng âm sát chi khí, Tiêu Phàm cũng không nhịn được cảm thán, đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một chuôi tử huyết sắc trường kiếm, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nói, ngươi ưa thích loại cảm giác này. Ong ong tương đương, Tu La kiếm đột nhiên chán phóng vô số tử huyết sắc kiếm khí, tựa như ở kích động đồng dạng, sau đó bỗng nhiên thoát ly Tiêu Phàm bàn tay, hướng về âm sát huyết khe bên trong bay đi. Âm sát huyết khe, tựa như có cái gì khó lường đồ vật, hấp dẫn Tu La kiếm một dạng. Tiêu Phàm theo sát phía sau, xuyên qua tử huyết sắc âm sát chi khí, hướng về âm sát huyết khe phía dưới rơi xuống. Âm sát huyết khe xa so với Tiêu Phàm tưởng tượng muốn sâu thẳm, hắn hạ lạc nửa nén hương thời gian, ở đi đến cấp độ, hơn nữa bốn phía cố kia nhiếp nhân tâm phách hàn ý, nhưng Tiêu Phàm đều có chút tê cả da đầu. Hắn cũng xem như giết người vô số, trên người dính vô số huyết sát chi khí, có thể cùng cái này nồng đậm âm sát chi khí so sánh, lại hoàn toàn không tính cái gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô tận chi hỏa thoáng hiện, bao lấy Tiêu Phàm toàn thân, đem cố kia hàn ý bài xích ra ngoài. Hắn con người hướng về nơi xa rơi xuống, lại là phát hiện Tu La kiếm dĩ nhiên biến thành mấy trượng dài, cắm ở một cái to lớn huyết chỉ. Cái kia huyết chỉ lóe ra oánh oánh quang mang, phát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Thần vương sát huyết, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, lập tức lại lắc lắc đầu nói, không đúng, là đại đế sát huyết. Tiêu Phàm trong lòng mãnh kinh, khó trách Tu La kiếm kích động không thôi, nguyên lai là cảm ứng được cái này trong ao bá đạo sát huyết. Những cái này huyết dịch đoán chừng cũng đã tồn tại vô số tuế nguyệt, có thể trong đó thần tính vẫn như cũ không có tán đi, Kim Đồng Yêu Bức nhất tộc vốn liền khát máu, đoán chừng cũng là mượn nhờ nơi này sát huyết, trở thành mảnh này của địa to lớn nhất tộc đàn. Cũng may phiến khu vực này vẫn như cũ bị trận pháp áp chế, nếu không mà nói, nắm giữ những cái này sát huyết Tử Huyết Bức Vương, đoán chừng đã sớm đột phá đến thần vương cảnh. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, giới này trận pháp mặc dù cũng đã tàn phá một chút, nhưng vẫn như cũ có áp chế lực lượng, nếu không mà nói, Tiêu Phàm là không thể nào giết chết được Tử Huyết Bức Vương. Đúng rồi, ta có thể mượn nhờ Bách Sát Đế lệnh rút ra giới này pháp tắc chi lực, phải chăng có thể làm cho hắc sắc vòng xoáy thôn phệ những cái kia còn sót lại pháp tắc lực lượng đây? Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt chán phóng dị dạng hào quang. Mà giờ phút này, Tu La kiếm phía trên cũng đã chậm rãi bị đại đế sát huyết nhuộm đỏ, biến màu đỏ tươi vô cùng, chung quanh lượn lờ một tầng nhàn nhạt tử sắc quang mang, yêu dị đến cực điểm. Tiêu Phàm biết rõ, Tu La kiếm nếu có thể hoàn toàn thôn phệ những cái này đại đế sát huyết, tuyệt đối có khả năng trở thành một chuôi tuyệt thế sát kiếm, chí ít cũng sẽ không yếu hơn pháp bảo. Chờ ta đem cái kia Lôi Viên Vương cùng Thanh Long Vương sự tình xử lý, sau đó tìm tới Linh Nhi cùng sư huynh bọn họ lại nói. Tiêu Phàm hít sâu một cái,
vẫn là không có quyết định thôn phệ giới này pháp tắc chi lực. Một khi lâm vào trạng thái nhập định, đoán chừng trong thời gian ngắn là không thể nào tỉnh táo lại, Tiêu Phàm cũng trong lòng lo lắng nhất vẫn là Tu La Điện an nguy. Tu La, ngươi cũng không nên khiến ta thất vọng a. Tiêu Phàm xếp bằng ở huyết trì bên cạnh, nhìn chằm chằm ở trong huyết trì chìm nổi Tu La kiếm, ý vị thâm trường nói ra, trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Đang lúc Tiêu Phàm cho Tu La kiếm hộ pháp thời khắc, hắn giết chết Tử Huyết Bước Vương tin tức, lại là cũng đã truyền khắp phiến này cổ địa. Một ngày sau đó, một tòa đen kịt cổ nhạc, vô số thân ảnh ở trong cổ lâm bay vọt, chân trời hắc vân tụ tập, ẩn ẩn có lôi điện chi lực lấp lóe, phát ra một loại không thể địch nổi uy thế. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh xuyên qua cổ lâm, đi tới hắc ngọn núi đỉnh, quỳ sát ở một tòa đen kịt cung điện trước mặt. Nếu như cẩn thận xem xét sẽ phát hiện, những cái này thân ảnh dĩ nhiên không phải người, mà là mấy con kim sắc hầu tử, hơn nữa mỗi một chỉ kim hầu đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Đại vương, trong đó cầm đầu kim hầu trước tiên mở miệng, ngữ khí có chút ngưng trọng, nói Tử Huyết Bước Vương bị giết. Người nào giết? Hắc sắc đại địa, truyền đến một đạo nặng nề thanh âm, giống như lôi âm cuồn cuộn, đáng sợ khí thế quét sạch mà ra sao. Mấy con kim hầu cảm nhận được cố kiêu uy thế, đều không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng cung điện. Một cái nhân tộc tiểu tử, cầm đầu kim hầu hít sâu một cái nói. Nhân tộc, giới này vài vạn năm không có nhân tộc, làm sao sẽ có nhân tộc người tới đây? Hùng hậu thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý. Thuộc hạ không biết, chỉ biết là hắn giết Tử Huyết Bước Vương, thậm chí còn muốn hủy diệt Kim Đồng Yêu Bước nhất tộc. Kim hầu lắc lắc đầu, dừng một chút lại nói, hơn nữa hắn còn nói. Kim hầu không dám nói tiếp, Tiêu Phàm cái kia lời nói, đối với bọn họ tới nói, thế nhưng là đại nghịch bất đạo. Còn nói cái gì, thanh âm kia bên trong lộ ra một cỗ cường đại uy áp, nhưng mấy con kim hầu thân thể đều rung động kịch liệt lên. Nói ba ngày, nếu như Đại Vương cùng Thanh Long Vương không đi âm sát huyết giản gặp hắn, Đại Vương cùng Thanh Long Vương hạ chàng cùng Tử Huyết Bước Vương một dạng. Kim hầu nơm nớp lo sợ nói hết lời. Làm càn. Hét lớn một tiếng vang lên, cả tòa hắc sắc cung điện đều kịch liệt run lên, ngay sau đó đại môn mở ra, một cỗ bàng bạc uy áp tốc thẳng vào mặt. Mấy con kim hầu đầu cũng đã kề sát mặt đất, liền nhìn đều không dám nhìn hắc sắc cung điện, trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi. Mà ở lúc này, cái kia cung điện cửa ra vào, lại xuất hiện một đầu cao chín trượng, dáng người khôi ngô cự hầu, không, phải nói là cự viên. Hắn người khoác kim sắc chiến giáp, một thân bộ lông màu đỏ ngòm giống như cương châm đồng dạng, lộ ra một loại sắc bén chi khí, thô giáp da rẻ cho người ta một loại so chiến giáp còn cứng rắn hơn cảm giác. Hắn có một đôi huyết sắc con ngươi, bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm, trong tay khiêng một đầu hắc sắc thiết côn, bá khí uy phong. Tại hắn quanh thân, còn không lúc truyền đến một trận lốp bốp thanh âm, hiển nhiên là lôi điện xen lẫn tiếng vang. Cái kia nhân tộc danh con ở âm sát huyết giản đúng không? Cùng bản vương đi làm thịt hắn, cự viên hừ lạnh một tiếng, chân trời mây đen bỗng nhiên nổ tung, đầy trời lôi điện chút xuống. Bất quá lại tựa như kiêng kỵ cự viên đồng dạng, ở tới gần hắc ngọn núi thời khắc, ở hư không nổ tung. Hiển nhiên, cái này cự viên không phải kẻ khác, chính là giới này tam vương một trong Lôi Viên Vương, một thân thực lực sâu không lường được. Là, đại vương, mấy con kim hầu nào dám phản kháng, mấy người thừa nhận to lớn áp lực đứng dậy, cực tốc hướng về huyết sát huyết khe phương hướng lao đi. Đồng dạng một màn, còn phát sinh ở một mảnh mê vụ lượn lờ sơn cốc bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, sau đó lần lượt từng bóng người đạp không mà lên. Lại một ngày thời gian trôi qua, âm sát huyết giản chung quanh cũng đã tụ mãn vô số yêu thú, tất cả yêu thú ánh mắt đều tụ tập ở âm sát huyết giản phương hướng. Các ngươi nói, Lôi Viên Vương cùng Thanh Long Vương có thể hay không đến nơi này? Thanh Long Vương ta không biết rõ, nhưng Lôi Viên Vương khẳng định trở về, cái kia bảo tính tình, khẳng định không thể nuốt vào khẩu khí này, đoán chừng sẽ cùng kia nhân loại tiểu tử đánh đến long trời lở đất. Lôi Viên Vương nhục thân có thể xưng đồng giai vô địch, đoán chừng tiểu tử kia thần thông đều không làm gì được Lôi Viên Vương, thật không biết cái kia nhân tộc tiểu tử nơi nào đến dũng khí, dám gây hấn mặt khác hai vương. Đúng vậy a, Tử Huyết Bước Vương chỉ bất quá là trong tam vương yếu nhất một cái mà thôi, cái kia nhân tộc tiểu tử cố nhiên có thể giết Tử Huyết Bước Vương, nhưng Lôi Viên Vương cùng Thanh Long Vương liên thủ, đoán chừng liền thần vương đều có thể chém giết. Đám yêu thú nghị luận ầm ĩ, bọn họ cơ bản đều không coi trọng Tiêu Phàm. Đắc tội Lôi Viên Vương cùng Thanh Long Vương hậu quả, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Oanh! Đột nhiên,
Một cỗ bàng bạc khí thế từ phía chân trời gào thét mà tới, đám mây nhao nhao nổ tung, xa xa nhìn lại, một mảnh huyết kim sắc quang mang đem thiên địa này đều chiếu sáng vô cùng. Là Lôi Viên Vương mang theo huyết lôi ma viên nhất tộc đến. Có yêu thú kêu sợ hãi, rất nhiều yêu thú vội vàng tránh ra một con đường đến, kiêng kỵ nhìn xem phiến kia kim vân. Huyết lôi ma viên nhất tộc hung danh, có thể so sánh kim đồng yêu bức nhất tộc còn muốn đáng sợ, kim đồng yêu bức chỉ có thể xem như cổ thú, thuế biến sau đó, liền sẽ biến thành tử huyết rơi yêu, mới có thể đột phá thần vương cảnh. Mà huyết lôi ma viên nhất tộc, vốn liền là chân chính vương thú, trưởng thành đến đỉnh phong, đột phá thần vương cảnh, một thân bộ lông màu vàng óng liền sẽ biến thành huyết sắc. Luận tiềm lực, kim đồng yêu bức cùng huyết lôi ma viên, hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ. Nhân tộc tiểu tử, lăn ra tay nhận lấy cái chết. Lôi Viên Vương từ không trung gào thét mà xuống, hai chân rơi ở trên một ngọn núi, cả tòa sơn phong trực tiếp sụp đổ xuống dưới, không ít tu sĩ gặp nạn. Tiểu Mao Khỉ, ngươi tới đủ sớm. Đột nhiên, chân trời một đạo thanh âm vang lên. Đám yêu thú ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy chân trời một đóa thanh vân gào thét mà tới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, cầm đầu một người, là một cái thanh bảo trung niên nam tử. Chỉ bất quá hắn cái trán lại mọc ra một đôi hắc sắc long giác, không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này thanh bảo trung niên nam tử, tự nhiên liền là Thanh Long Vương. Thanh Long Vương cũng tới, đám yêu thú kinh hãi không thôi, bình thường bọn họ thế nhưng là rất ít có thể đồng thời nhìn thấy nhị vương. Thằng lằn, ngươi lại thế nào giả long cũng không giống, muốn hay không lão tử trước cho ngươi lột ra, có lẽ lột ra sau liền có thể thuế biến thành chân chính thần long đây. Lôi Viên Vương huyết sắc con ngươi cười lạnh nhìn xem Thanh Long Vương nói. Bản vương còn sợ ngươi hay sao? Thanh Long Vương hầm hầm giận dữ, nó khó chịu nhất liền là bị người gọi là rắn, nếu là những yêu thú khác, đoán chừng nó đã sớm trực tiếp động thủ làm thịt. Bởi vì nó bản thể cũng không phải là chân chính long, mà là Thanh Thiên Long Mãng, thuộc về thần long hậu duệ một trong, có được thần long huyết mạch, cho nên cho tới nay đều lấy Long Vương tự xưng. Giả long trang hay sao? Ngươi liền chứa người. Đáng tiếc, ngươi đỉnh đầu hai cái kia chỉ sừng, cũng không giống nhân tộc. Lôi Viên Vương tiếp tục đả kích Thanh Long Vương, đối với Thanh Long Vương thực lực, tràn đầy khinh thường. Thanh Long Vương tức bể phổi, thiếu chút nữa thì nhịn không được cùng Lôi Viên Vương đại chiến một phen. Bất quá nó cuối cùng vẫn là nhìn xuống, nếu là giờ phút này xuất thủ, nhiều nhất cũng liền cùng Lôi Viên Vương lưỡng bại câu thương, có thể âm thầm, còn ẩn giấu đi một cái có thể giết chết tử huyết bức vương nhân tộc tiểu tử đây. Thanh Long Vương hung ác trợn mắt nhìn Lôi Viên Vương một cái. Lập tức đem tất cả phẫn nộ đều chuyển di ở Tiêu Phàm trên người, ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát, nhân tộc run rế, bản vương đã đến, còn không lăn ra tay nhận lấy cái chết. Thằng lằn, ngươi cứ như vậy vội vã tìm chết sao? Cũng liền ở lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm vang lên, lại là cái kia âm sát huyết giản bên ngoài, không biết lúc nào nhiều một cái hắc bào thân ảnh, đang một bước hướng về nơi này đi tới. Liền là hắn giết tử huyết bức vương, có người nhận ra Tiêu Phàm, tức khắc kinh khủng kêu to lên. Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn xem Lôi Viên Vương cùng Thanh Long Vương, tựa như lại nhìn hai cái người chết một dạng. Danh con, ngươi tự tìm cái chết, giết hắn, nghe được, thằng lằn, ba chữ này, Thanh Long Vương hầm hầm giận dữ, Lôi Viên Vương nhục nhã bản thân cũng liền bình thường, cái này nhân loại tiểu tử, dĩ nhiên cũng dám nhục mạ bản thân. Thoại âm rơi xuống, Thanh Long Vương vung tay lên, nó sau lưng vô số hắc ảnh bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Lúc đầu nghĩ tha cho ngươi một mạng, tất nhiên như thế, hôm nay liền ăn thịt rắn toàn bộ yến. Tiêu Phàm ngừng thân hình, khinh thường nhìn xem Thanh Long Vương nói. Bữa tiệc thịt rắn. Bốn phía yêu thú nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi dùng mình một cái, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nhìn một cái ác ma. Bọn chúng yêu thú ở giữa lẫn nhau thôn phệ đối phương, ngược lại là rất bình thường sự tình, có thể Tiêu Phàm một cái cổ thần cảnh hậu kỳ. Dĩ nhiên muốn ăn một cái thần vương cảnh, đây quả thực liền là nằm mơ. Thần vương cảnh khả năng, biết bao đáng sợ, nhất là cổ thần cảnh có thể địch nổi. Đương nhiên, đây chỉ là những cái kia vừa tới âm sát huyết giản yêu thú trong lòng ý nghĩ, những cái kia tận mắt nhìn thấy Tiêu Phàm làm thịt tử huyết bức vương yêu thú, cũng không có cho rằng như vậy. Lấy Tiêu Phàm thực lực, có lẽ thật có thể diệt Thanh Long Vương cũng không nhất định. Tiêu Phàm đứng ở nguyên địa, lạnh lùng nhìn xem mặt đất cái kia lít nha lít nhít độc xà, cái này Thanh Long Vương ngược lại không ngốc, dĩ nhiên trước hết để cho hắn thủ hạ xuất thủ thăm dò Tiêu Phàm thực lực. Nghịch loạn chi kiếm. Mắt thấy những cái kia độc xà sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm trong tay lấy ra một chuôi phổ thông thần kiếm, nhẹ nhàng quét qua,
Một đạo huyết sắc tấm lụa bắn ra, hóa thành đầy trời kiếm khí rảo sát lấy hư không. Đồng thời, Tiêu Phàm lần nữa bước ra bước chân, hắn chạy tốc độ cùng xuất thủ tốc độ nhìn qua rất chậm, nhưng lại nhanh đến mức cực hạn. Những nơi đi qua, tất cả độc xà đều bị kiếm của hắn khí xé rách mà ra, nồng đậm xương máu bao phủ hư không. Bốn phía yêu thú toàn bộ đều thấy choáng mắt, bọn chúng nguyên bản coi là đây là một trận ác chiến, có thể không nghĩ đến, Thanh Long Vương thuộc hạ, ở trước mặt Tiêu Phàm, hoàn toàn giống như chém rau chặt dưa đồng dạng, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đây quả thực liền là một mảnh ngược lại đột sát, không cần bao lâu, Thanh Long Vương thuộc hạ đều sẽ bị chém giết hầu như không còn, một lần toàn bộ rắn yến cũng không có vấn đề gì. Đừng để một nhóm rác rưởi đến chịu chết, Tiêu Phàm thản nhiên nói, những cái này độc xà, hắn có thể còn nghĩ cho Tu La Điện lịch luyện đây, dạng này giết quá đáng tiếc. Chết! Cũng liền ở lúc này, một tiếng gầm thét truyền ra, lại là không biết lúc nào, Thanh Long Vương cũng đã ẩn núp đến Tiêu Phàm đỉnh đầu, há miệng liền phun ra một cỗ thanh sắc sương mù. Thanh sắc sương mù nháy mắt bao phủ chu vi mấy trăm trượng, Tiêu Phàm thân hình nháy mắt chui vào trong đó. Cái kia ra hỏa chúng Thanh Long Vương độc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám yêu thú kêu sợ hãi không thôi. Bọn chúng đều rất rõ ràng Thanh Long Vương khí độc đáng sợ, cho dù là đồng giai, cũng chưa hẳn có thể chịu được, huống chi Tiêu Phàm cái này cổ thần cảnh hậu kỳ đây. Thực lực cường đại, cũng không đại biểu kháng độc cũng cường đại, nhân loại độc sư, vượt giai giết người đều là bình thường sự tình. Nhưng mà sau một khắc, tất cả yêu thú toàn bộ đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy cái kia thanh sắc khói độc, một đạo hắc ảnh bay ngược mà ra, cái kia thanh sắc sương mù, căn bản không có làm gì được hắn. Quả nhiên là tích dịch thằn lằn tiểu đệ đệ mọc ở đỉnh đầu cũng liền bình thường, vậy mà còn âm hiểm như thế. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Thanh Long Vương, cười lạnh nói. Hắn thân thể, kháng độc năng lực cũng không phải bình thường cường đại, loại độc này, còn không đủ để cho hắn chí mạng. Huống chi, Tiêu Phàm thế nhưng là có thể thi triển hư không chi thuật, cắt đứt những độc chất kia sương mù cũng không phải rất khó sự tình. Tiểu đệ đệ mọc ở đỉnh đầu. Không ít yêu thú nghe được Tiêu Phàm lời nói, không khỏi lộ ra mắt trợn tròn, bất quá khi bọn họ nhìn thấy Thanh Long Vương hai đầu long giác thời khắc, lại là cảm giác mười phần hình tượng. Phốc, có thần thú càng là không nhịn được cười ra, bất quá lại vội vàng nhẫn nhìn trở về, giễu cợt Thanh Long Vương, hoàn toàn liền là tự tìm cái chết hành vi. Nhân tộc run rế, ngươi dám nhục ta. Thanh Long Vương nộ khiếu, thân hình lóe lên, bỗng nhiên hóa thành một đầu mấy trăm trượng dài thông thiên cự mãng, thân thể khổng lồ, giống như long khu một dạng. Ở nó thân thể bên trên, trải rộng thanh sắc long lân, đỉnh đầu càng là mọc ra hai cây long giác, chỉ là nhìn qua cùng long giác có chút không giống, hiển nhiên cũng không có hoàn toàn mọc ra. Ở cái kia mấy trăm trượng rộng lớn thân thể trước mặt, Tiêu Phàm giống hệt giống như run rế đồng dạng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Thanh Long Vương xác thực so Tử Huyết Bức Vương muốn cường đại rất nhiều, cho dù không có thi triển pháp tắc chi lực, cái kia uy áp cũng cực kỳ khủng bố. Thanh Long Vương nhục thân không có thuế biến thành thần long, hẳn không có viên mãn, nhưng linh hồn, tuyệt đối đạt đến viên mãn tầng thứ. Long thôn thiên hạ. Thanh Long Vương gầm thét một tiếng, mở ra bồn máu miệng lớn, liền hướng lấy Tiêu Phàm nuốt, một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, hư không cuồng phong nộ khiếu. Từng đầu thanh sắc thần liên ở hư không xuyên toa, hiển nhiên, đây chính là Thanh Long Vương trưởng khống pháp tắc chi lực. Tiêu Phàm thân thể không bị khống chế, nhanh chóng hướng về Thanh Long Vương trong miệng bay đi, Thanh Long Vương lộ ra một tia cười lạnh, chỉ cần đem Tiêu Phàm nuốt vào trong bụng, muốn giết chết hắn khả năng liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà... ngự! Cũng liền ở Tiêu Phàm tới gần Thanh Long Vương miệng thời khắc, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, thần thông ngự nở rộ, một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy xuất hiện. Kinh khủng hắc sắc phong nhận lôi xé tứ phương. Gần như đồng thời, cái kia thanh sắc thần liên bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, sinh ra hấp lực cũng nhỏ rất nhiều, chỉ ít Tiêu Phàm khống chế bản thân thể rất dễ dàng. Phốc phốc, hư không mưa máu huy sái, Thanh Long Vương đầu bị hắc sắc vòng xoáy xoắn nát, đầu Thanh Long Vương nhe răng trợn mắt. Nó giãy giụa khổng lồ thân thể, đuôi rắn xẹt qua hư không, hung hăng hướng về Tiêu Phàm vung đến, một kích này nếu là đánh trúng, đồng dạng bán bộ thần vương đoán chừng cũng phải bị oanh vỡ nát. Bất quá, hắn gặp gỡ thế nhưng là Tiêu Phàm cảnh giới mặc dù chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ, có thể nhục thân của hắn sớm đã không thể so với thần vương cảnh đỉnh phong yếu, nhất là đi qua huyết u minh lực lượng cải tạo. Thậm chí, Tiêu Phàm linh hồn cũng đã không kém đối bán bộ thần vương,
trừ phi gặp gỡ chân chính thần vương cường giả, nếu không Tiêu Phàm thật đúng là không sợ hãi. Oanh! Mắt thấy đuôi rắn kia vung đến tử tế, Tiêu Phàm bỗng nhiên kích phát vô tận động thiên lực lượng, một cái kim sắc nắm đấm ngưng tụ, một quyền giận oanh mà ra. Kinh khủng nổ vang truyền ra, nhưng tất cả yêu thú kinh hãi là, Thanh Long Vương đuôi rắn trực tiếp nổ tung, liền xương cốt đều bị đánh nát, huyết sái trường không. Nơi xa Lôi Viên Vương nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Cho dù là hắn, cũng chưa hẳn có thể một kích đánh nổ Thanh Long Vương đuôi rắn a, cái này cỡ nào mạnh mẽ hung hãn thân thể mới có thể làm được. Lôi Vượn, ngươi còn không động thủ sao? Thanh Long Vương nhẫn thụ lấy to lớn đau đớn, ngửa mặt lên trời nộ khiếu. Hắn rốt cục không dám tiếp tục khinh thường Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thực lực nhường hắn cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Lôi Viên Vương lông mày nhíu lại, toàn thân huyết quang đại thịnh, hắn giờ phút này cũng ngồi không yên, nếu là Thanh Long Vương chết, lấy hắn thực lực, cũng chưa hẳn có thể giết chết Tiêu Phàm. Hô, đột nhiên, một đạo bạch ảnh lóe qua, ngay sau đó một cái to lớn móng vuốt từ hư không mò xuống, hướng về Lôi Viên Vương đánh giết mà đi. Lôi Viên Vương nơi nào sẽ nghĩ đến, âm thầm còn có người theo dõi hắn, không chút do dự một quyền vung ra. Oanh một tiếng nổ vang, Lôi Viên Vương thế mà lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, mà đối diện đạo kia bạch ảnh, lại là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy một đầu bạch sắc tiểu cầu đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn xem Lôi Viên Vương nói, tiểu hầu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Tiểu hầu tử, đám yêu thú nghe được thanh âm này, khóe miệng giật một cái, đây chính là sống vài vạn năm Lôi Viên Vương a, lại bị người xưng là tiểu hầu tử. Nhưng mà, Lôi Viên Vương lại không có tức giận, ngược lại mí mắt một trận cuồng loạn, trong lòng mười phần bất an, kinh hãi nhìn xem đầu kia bạch sắc tiểu cẩu nói, ngươi là người nào? Đều là thú tộc, vì sao muốn giúp một cái nhân tộc? Thú tộc có nhiều lắm, bản đế lúc nào cùng ngươi là đồng tộc? Bạch ma khinh thường nói. Không nói hắn đã từng là đại đế cấp bậc cường giả, cho dù hiện tại đoạt xá trường sinh thú thân thể, hắn cũng là cao ngạo trường sinh thú, thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại, há lại sẽ cùng cái này Lôi Viên Vương là đồng tộc, cái kia đơn giản liền là đối hắn vũ nhục. Tiểu Bạch, thay ta coi chừng hắn, qua một lúc mời ngươi ăn thịt rắn. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, thân thể đạp không mà lên, thần thông ngự lần nữa thi triển, hướng về Thanh Long Vương nghiền ép mà đi. Có Bạch Ma ngăn lại Lôi Viên Vương, Tiêu Phàm tự nhiên cũng buông lỏng không ít, bất quá, coi như đồng thời đối mặt Thanh Long Vương cùng Lôi Viên Vương, hắn cũng đồng dạng không sợ. Chỉ là hắn cảm thấy, hàng phục Lôi Viên Vương, hẳn là so giết hắn còn có dùng. Về phần Thanh Long Vương, luôn mồm muốn giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không dự định buông tha hắn. Hơn nữa, giới này Tam Vương, lưu một cái là đủ rồi, đủ để chấn nhiếp những yêu thú khác, kể từ đó, Tu La Điện cũng liền có thể an tâm lịch luyện. Có Lôi Viên Vương cái này huyết lôi ma viên nhất tộc cho Tu La Điện hộ pháp, đối Tu La Điện thí luyện càng tốt. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là Tiêu Phàm mong muốn đơn phương, nếu như Lôi Viên Vương không chịu thần phục, Tiêu Phàm cũng không để ý làm thịt hắn. A tương đương, Thanh Long Vương bị Tiêu Phàm thần thông ngự rảo sát, thân thể khổng lồ vặn vẹo, có thể căn bản không làm gì được cái kia màu đen vòng xoáy. Gió đến, Thanh Long Vương nhìn xuống kịch liệt đau nhức gào thét, muốn thi triển phong chi pháp tắc. Có thể để hắn thất vọng là, phong chi pháp tắc, toàn bộ biến mất. Làm sao có thể, Thanh Long Vương thật kinh khủng, không thể thi triển pháp tắc chi lực, hắn cũng liền tương đương với bán bộ thần vương cảnh mà thôi, chỗ nào có thể là Tiêu Phàm đối thủ. Thanh Long Vương cũng rốt cục biết rõ, tử huyết bức vương là như thế nào chết rồi, 8-9 phần 10 liền là lại không cách nào thi triển pháp tắc chi lực tình huống dưới, bị cái này nhân tộc tiểu tử giết chết. Chẳng lẽ cái này nhân tộc tiểu tử có thể khống chế giới này pháp tắc chi lực sao? Nếu quả thật là nói như vậy, vậy cái này nhân tộc tiểu tử cũng quá kinh khủng, hắn hôm nay thật đúng là được lưu ở nơi này không thể. Không có cái gì không có khả năng, chịu chết đi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói. Tiểu tử, coi như ngươi có thể khống chế giới này pháp tắc chi lực, thì tính sao, ta linh hồn cũng đã cổ thần cảnh viên mãn, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thanh Long Vương cho mình động viên. Thần Long thôn linh, Thanh Long Vương một tiếng gào thét, một đạo thanh sắc quang mang lóe qua, nháy mắt xông vào Tiêu Phàm mi tâm. Ngươi còn không phải Thần Long đây, Tiêu Phàm khinh thường cười nói, nhiều nhất cũng chính là một đầu mạnh một chút thần lằn mà thôi. Linh hồn công kích, hắn Tiêu Phàm sẽ e ngại sao? Có thí thần ở, hắn tự nhiên không sợ, đừng nói cổ thần cảnh, liền là thần vương cảnh tiền kỳ linh hồn công kích,
Tiêu Phàm cũng không nhất định sẽ e ngại. Huống chi, vạn nhất kinh động Tu La Ma Ảnh, đối phó nó cũng liền càng thêm dễ dàng. Ngươi tại sao sẽ không sao? Thanh Long Vương hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn tự cho là ngạo linh hồn công kích, dĩ nhiên đối Tiêu Phàm vô dụng. Hắn chỗ nào biết rõ, cái kia linh hồn công kích, ở tiến vào Tiêu Phàm thể nội trong nháy mắt, liền bị thí thần thôn phệ, trở thành thí thần thuốc bổ. Ngươi không biết rất nhiều, hôm nay nói ngươi chết, ngươi liền phải chết. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, sát tâm nổi lên. Vô tận động thiên, hét lớn một tiếng, Tiêu Phàm sau lưng vô tận động thiên bỗng nhiên xuất hiện, cuồn cuộn vô tận chi hỏa mãnh liệt cuộn trào ra, hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương, đem Thanh Long Vương trực tiếp nuốt hết. Từng đợt tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, lại là Thanh Long Vương to lớn bán long thân thể ở trong hỏa diễm bốc lên, trận trận mùi thịt truyền ra. Vô tận động thiên có chí tôn phần thiên viêm khống chế, uy lực tuyệt luân, chí ít cũng không thua với bán bộ thần vương công kích. Hơn nữa, hắn quỷ dị lực lượng không những phần luyện tu sĩ thân thể, hơn nữa còn châm đối người linh hồn. Thanh Long Vương linh hồn cổ thần cảnh viên mãn, có thể ở chí tôn phần thiên viêm nung khô phía dưới, cũng có chút tiếp nhận không được, lại càng không cần phải nói nhục thân của hắn. Nơi xa, Lôi Viên Vương nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, lòng hắn bên trong âm thầm may mắn vừa mới đối Tiêu Phàm xuất thủ không phải chính hắn. Thanh Long Vương thực lực hắn rất rõ ràng, cùng hắn tương đương nhau, bây giờ Thanh Long Vương vậy mà ở cái này tiểu tử trong tay không chiếm được chỗ tốt, hắn cũng đoán chừng chẳng tốt đẹp gì. Các ngươi không tin, đều có thể thử xem. Tiêu Phàm bá đạo tuyệt luân thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, khắp nơi một mảnh tĩnh mịch, liền hô hấp tiếng đều không có, tất cả thú tộc đều sợ đắc tội Tiêu Phàm cái này sát thần. Uy hiếp Tiêu Phàm, vẫn là tỉnh lại đi, cái này nhân tộc tiểu tử quá đáng sợ, thật muốn uy hiếp hắn, chỉ có thể chết càng nhanh. Bạch Ma cũng là hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng ngưng tiếng nói tiểu tử này ngược lại là nhìn thấu triệt, lại không nói đầu kia tiểu xà phải chăng bắt Tu La Điện người, coi như nó thật bắt, hiện tại hắn diệt đầu kia tiểu xà, đoán chừng rốt cuộc không ai dám uy hiếp hắn. Khắp nơi một mảnh yên lặng, tất cả thú tộc lưu cũng không phải, trốn cũng không phải, Tiêu Phàm cái kia băng lãnh ánh mắt, nhường bọn họ toàn thân phát lạnh. Tiêu Phàm quét thú tộc một cái, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Thanh Long Vương mấy cái thủ hạ trên người, thả ta người, thả các ngươi bất tử, nếu không đừng trách ta huyết tẩy Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc. Là, đại nhân, Thanh Long Vương thuộc hạ nơi nào còn dám do dự. Thanh Long Vương đều chết rồi, bọn chúng không tất yếu đem tính mạng mình cho bám vào. Giờ phút này, người nào cũng không có hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, bởi vì hắn quả thật có thực lực này hủy diệt Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc, trước đó Kim Đồng Yêu Bức chính là tốt nhất ví dụ. Nếu để cho cái này Ma Vương không hài lòng, đoán chừng không chỉ Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc phải xui xẻo, liền là cùng Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc có liên quan xà tộc đều phải xui xẻo. Ba ngày sau, ta nhất định phải nhìn thấy người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Là... nhanh trở về ngăn cản bọn họ, đừng để bọn họ giết đại nhân thuộc hạ. Đi mau. Thanh Long Vương thuộc hạ hướng về phía Tiêu Phàm cung kính một xá, lập tức giống như trên lò lửa kiến hôi, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Thanh Long Vương tới chết đều không nghĩ đến, bản thân dùng để uy hiếp Tiêu Phàm thẻ đánh bạc, ngược lại để hắn chết càng nhanh. Lôi Viên Vương nhìn thấy một màn này, trong lòng máy động, không biết tại sao, nó trong lòng có chút may mắn, không có săn bắt Tiêu Phàm người. Cái này Thanh Long Vương thịt, người gặp có phần. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Một đám thú tộc nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc vô cùng, cái này nhân tộc tiểu tử trở mặt cũng biến đổi quá nhanh đi. Vừa mới còn sát khí nặng nề, một bộ muốn huyết tẩy giới này tư thế, nhưng bây giờ, lại biến thành nhà bên Đại Nam Hải bộ dáng, hoàn toàn như là hai người. Rất nhiều yêu thú nhìn thấy Thanh Long Vương thi thể, không khỏi chảy ra nước bọt. Đây chính là bán bộ thần vương cảnh thịt A, đối với sơ giai thú tộc tới nói, hoàn toàn tương đương với linh đan diệu dược. Thú tộc bên trong mặc dù rất ít đồng tộc cùng nhau ăn, nhưng thôn về cái khác thú tộc, lại là phổ biến sự tình. Thú tộc đột phá cùng nhân loại có chút khác biệt, bọn chúng có thể thôn về cái khác thú tộc tinh hoa, đến cô đọng tự thân lực lượng, nhưng tự thân biến càng mạnh. Đều đừng khách khí với ta, Tiêu Phàm nhìn thấy không có cái gì thú tộc tiến lên, không khỏi nhe răng cười nói. Khách khí. Bốn phía thú tộc khóe miệng giật một cái, bọn chúng cũng không phải khách khí, mà là không dám, nuốt ăn Thanh Long Vương thi thể, thế nhưng là tương đương với triệt để đắc tội Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc A. Đột nhiên,
Rất nhiều thú tộc nháy mắt nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn chúng nơi nào còn không biết, Tiêu Phàm liền là muốn nhường bọn họ cùng Thanh Thiên Long Mãng nhất tộc là địch a. Nghĩ tới cái này, rất nhiều thú tộc trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, muốn lặng lẽ thối lui. Làm sao, đều không cho mặt mũi sao? Tiêu Phàm ngữ khí bỗng biến vô cùng băng lãnh, muốn đi có thể thử xem, ta cũng phải nhìn xem, người nào có thể sống sót rời đi. Thú tộc nghe vậy, lại vội vàng ngừng thân hình, bọn họ đối Tiêu Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Vậy liền đa tạ, ta thế nhưng là đã sớm muốn ăn cái này thằn lằn thịt, nghĩ đến nhất định rất thơm. Đạo thứ nhất thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Lôi Viên Vương đột nhiên tiến lên, một móng vuốt vung ra, mảng lớn thịt rắn bị nó cắt xuống tới, trực tiếp nhét vào miệng. Tiêu Phàm như thế nào không biết Lôi Viên Vương ý nghĩ, cái này đại gia hỏa, đoán chừng là sợ, biến tướng nịnh nọt bản thân đây. Chỉ là Tiêu Phàm vốn chính là ý tứ này, cho nên cũng không thu nhiều cái gì, bản thân cắt lấy đến một khối thịt rắn, liền bắt đầu ăn. Mùi vị không tệ, chỉ là hơi cháy khét một chút. Tiêu Phàm ăn say sưa ngon lành, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Ta cũng muốn, đa tạ đại nhân. Cái khác thú tộc người được thịt rắn mùi thơm, nhao nhao từ trong cổ lâm xông ra, hướng về Thanh Long Vương thi thể vị trí bay vụt mà đến, bắt đầu chia thi Thanh Long Vương. Nếu như Thanh Long Vương biết rõ bản thân chết rồi, thi thể dĩ nhiên biến thành người khác đồ ăn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kỳ thật, dạng này sự tình, ở trong thú tộc, chỉ là phổ biến sự tình mà thôi. Về phần nhân tộc, ngược lại là rất ít lấy thú tộc huyết nhục làm thức ăn, bởi vì thái cổ thần giới, nhân tộc căn bản chưa nói tới cường đại, trở thành thú tộc khẩu phần lương thực còn không sai biệt lắm, chỗ nào có thể thôn phệ thú tộc đây. Một thoáng thời gian, Thanh Long Vương thi thể bên cạnh bận bịu trở thành một đoàn, mấy trăm trượng lớn thi thể, chốc lát sau đó liền phân giải hoàn thành, chỉ lưu lại một bộ trống rỗng bộ xương. Dù là bạch ma đều chịu đựng không nổi cái kia mùi thịt, ăn không ít, tất cả tinh khí đều bị nó nhanh chóng luyện hóa. Đều tản đi, thẳng đến Thanh Long Vương thi thể bị ăn xong, Tiêu Phàm lúc này mới lên tiếng nói. Tất cả thú tộc như được đại xá, nhao nhao tứ tán chạy trốn, căn bản không dám ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Chốc lát sau đó, chỉ có huyết Lôi Ma Viên nhất tộc không có rời đi, Lôi Viên Vương ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đường thú tộc có thể rời đi, nhưng là nó không thể, bởi vì nó uy hiếp quá lớn. Thật lâu, Lôi Viên Vương lúc này mới hít sâu một cái nhìn xem Tiêu Phàm, nói các hạ, từ nay về sau, ta huyết Lôi Ma Viên nhất tộc, nhìn thấy nhân tộc tất nhiên nhượng bộ lui binh. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Lôi Viên Vương, lắc lắc đầu nói còn chưa đủ. Ta sẽ dẫn đầu huyết Lôi Ma Viên nhất tộc, lui khỏi vị trí giới này biên hoang. Lôi Viên Vương cắn răng nói, thân làm giới này tam vương nó, giờ phút này lại không thể không khuất phục. Mặt khác hai vương, có thể đều là chết ở trước mắt nhân tộc tiểu ma đầu trong tay. Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cú treo tiếu dung, nói, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, đệ nhất, rời đi giới này, đệ nhị, thần phục. Lôi Viên Vương nghe vậy, bí mắt một trận cuồng loạn, nếu là trước kia, táo bạo như nó, đã sớm một côn đánh phía Tiêu Phàm, nơi nào sẽ như thế tính khí tốt. Nhưng bây giờ, vì huyết Lôi Ma Viên nhất tộc tương lai, nó không thể không nhịn khí thôn tiếng. Các hạ, chúng ta không cách nào rời đi giới này. Lôi Viên Vương lắc lắc đầu, lời còn chưa dứt, nó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, khi nó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm thời khắc, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một mặt nghiền ngẫm nhìn xem nó. Lôi Viên Vương mặc dù là thú tộc, có thể trí tuệ cũng không so nhân loại yếu bao nhiêu, chỗ nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Tiêu Phàm mặc dù cho hắn hai cái lựa chọn, nhưng còn không bằng nói cho hắn một cái lựa chọn, bởi vì cái thứ nhất lựa chọn, rời đi giới này, nó Lôi Viên Vương căn bản làm không được. Không phải không nguyện ý, mà là không thể, nó không cách nào đột phá giới này đại trận rời đi, nếu là có thể, nó đã sớm không ở tại giới này. Kể từ đó, nó duy nhất lựa chọn liền là thần phục, có thể nó Lôi Viên Vương cỡ nào ngạo khí, lại có thể thần phục người khác. Lôi Viên Vương một trận giãy giụa, nghĩ đến Tiêu Phàm trước đó thủ đoạn, trong lòng máy động, hắn giết chết Thanh Long Vương, cũng là vì trấn nhiếp ta. Nghĩ tới cái này, Lôi Viên Vương lúc này mới phát hiện cái này nhân tộc tiểu tử đáng sợ đến cỡ nào, giết chết Thanh Long Vương, nhường hắn thu hoạch nhiều như vậy. Lôi Viên, gặp qua đại nhân, Lôi Viên Vương khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục, quỳ một gối xuống ở trước mặt Tiêu Phàm nói. Gọi ta công tử a. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật gật đầu, vô kinh vô hỉ. Nếu như là trước kia,
thu phục Lôi Viên Vương dạng này chiến lực, hắn có lẽ sẽ kích động, nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại không làm sao để vào mắt, trừ phi thần vương cảnh còn không sai biệt lắm. Là, công tử, Lôi Viên Vương gật gật đầu, căn bản không có bất luận cái gì làm trái dũng khí. Lôi Viên đúng không, không tiếc bất cứ giá nào, tìm cho ta mấy người. Tất nhiên Lôi Viên Vương cũng đã thần phục, Tiêu Phàm tự nhiên không chút khách khí hạ một đạo mệnh lệnh. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm lợi dụng thần lực ngưng tụ thành mấy trương khuôn mặt, chính là Tiêu Linh Nhi, Huyết Vô Tuyệt bọn họ. Là, công tử, Lôi Viên Vương trịnh trọng gật gật đầu. Hắn nguyên bản còn dự định bắt sống Tiêu Phàm người đến uy hiếp Tiêu Phàm, có thể nghĩ đến Thanh Long Vương chết, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Uy hiếp Tiêu Phàm, chỉ có thể chết càng nhanh mà thôi. Tiêu Phàm thông báo vài câu, liền một mình một người bước vào âm sát huyết giản, Tu La Kiếm chính đang thôn phệ đại đế sát huyết, Tiêu Phàm mười phần chờ mong, Tu La Kiếm sẽ cho hắn mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Về phần tìm kiếm Tu La Điện mấy đại Diêm La, Tiêu Phàm tin tưởng, lấy Lôi Viên Vương thực lực muốn tìm tới cũng không phải rất khó, so chính hắn động thủ muốn dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa đã trải qua hai cái này chiến, Tiêu Phàm dùng Tử Huyết Bức Vương cùng Thanh Long Vương chết nói cho giới này thú tộc, ai cũng đừng nghĩ đụng đến ta người, nếu không liền muốn tiếp nhận tử vong cùng diệt tộc đại giới. Hắn sở dĩ làm tất cả những thứ này, cũng là vì Tu La Điện an nguy suy nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Phàm rời đi, Lôi Viên Vương một mặt chán trường ngồi ở trên mặt đất, cả người tựa như lại không bất luận cái gì chiến đấu chi tâm. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn còn là lần thứ nhất túng, ở một cái cổ thần cảnh hậu kỳ nhân loại tu sĩ trong tay túng, nói đến cùng, vẫn là hắn sợ chết. Đừng không phục, hắn muốn giết ngươi, cũng không khó. Bạch Ma thản nhiên nhìn Lôi Viên Vương một cái. Chẳng lẽ ngươi cũng, Lôi Viên Vương đôi mắt ngưng tụ, mặc dù cùng Bạch Ma chỉ ngạnh kháng một kích, nhưng hắn rất rõ ràng Bạch Ma thực lực, dạng này một đầu thần thú, dựa theo lẽ thường tới nói, là không nên thần phục một cái nhân loại tiểu tử a. Ta là tự nguyện, hơn nữa, dù sao ta cũng giết không chết hắn. Bạch Ma trầm giọng nói, trong lòng mười phần khó chịu. Hắn vừa mới còn nghĩ Tiêu Phàm hảo hảo tra tấn một cái Lôi Viên Vương đây, dù sao hắn thế nhưng là bị Tiêu Phàm tra tấn lâu như vậy, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, Lôi Viên Vương lại là một sợ hàng, không chiến liền hàng. Lôi Viên Vương nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm rất đáng sợ, có thể nói là hắn sống thời gian dài như vậy đến nay, gặp qua đáng sợ nhất một người. Ngươi cũng không cần thỏa hiệp, làm rất tốt, có lẽ còn có thể cho ngươi mang đến đại đế cảnh cơ duyên đây. Bạch Ma nhàn nhạt quét Lôi Viên Vương một cái, liền tựa như ở giáo huấn một cái hậu bối một dạng. Đại đế cảnh cơ duyên. Lôi Viên Vương nghe vậy, trong mắt toát ra một tia hào quang, tựa như nháy mắt tinh thần rất nhiều, nhìn về phía sau lưng một đám kim hầu nói, vừa mới công tử lời, các ngươi đều nhớ a, cho bản vương lập tức tìm tới công tử muốn người, đem bọn họ không chút tổn hao mang đến nơi này. Là, đại vương, một đám kim hầu khom người đáp, sau đó lách mình biến mất ở nguyên chỗ. Không thể không nói, Lôi Viên Vương là giới này tam vương, vẹn vẹn hai ngày thời gian, hắn liền tìm được thập đại Diêm La hạ lạc, hơn nữa còn có Tiêu Linh Nhi, Sở Vân Bắc cùng Dịch Bằng bọn họ tung tích. Bảy ngày sau đó, Tu La Điện tất cả mọi người tề tụ đối âm sát huyết giản bên ngoài, ở tất cả mọi người chờ mong ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm lần nữa đi ra. Tiêu Phàm nhìn thấy thập đại Diêm La còn sống, trong lòng cũng thở dài một hơi, ngoại trừ gặp gỡ Kim Đồng Yêu bức ảnh phong bọn họ thương vong tương đối nặng bên ngoài, những người khác đều ở khả năng khống chế phạm vi. Huyết Vô Tuyệt, Mộ Dung Tuyết, Bắc Thần Phong, Vân Khê, Tiếu Thiên Tà bọn họ cũng bị truyền đến cổ trận, có cẩn thận ẩn núp lên, nhưng chí ít sống sót. Tiêu Phàm cùng mọi người thông báo một phen, cuối cùng phân phát Diêm La thập điện cùng đệ nhất lâu, nhưng thập đại Diêm La vẫn là lưu lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Tiêu Phàm trên người. Hơn nửa tháng tả hữu, ta liền muốn rời đi giới này, Tu La Điện liền giao cho mọi người. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Ca ca, ta cũng muốn đi. Tiêu Linh Nhi trước tiên đứng dậy, những năm này, Tiêu Phàm một mình một người bên ngoài sông sáo, nàng một mực đợi ở đệ nhất thành, trong lòng cũng không phải tư vị. Mụ mụ còn cần ngươi bảo hộ đây, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Mụ mụ, ngươi không phải nói, chính chúng ta có thể bảo hộ bản thân sao? Tiêu Linh Nhi vội vàng nhìn về phía một bên Sở Lăng Vi nói. Phàm Nhi, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, làm ngươi bản thân sự tình liền tốt. Sở Lăng Vi vuốt vuốt Tiêu Linh Nhi đầu, cương chiều nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn một người bên ngoài, lo lắng nhất liền là Sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi an nguy. Hắn biết rõ,
Bình thường hắn mụ mụ Sở Lang Vi rất ít nói cái gì, nhưng trong mắt đều là nồng đậm quan tâm, xem như mẫu thân, người nào hy vọng bản thân nhi tử liên quan thân hiểm cảnh đây. Là, mụ mụ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhìn xem Sở Lang Vi, trong đầu hắn lại là nhớ tới hắn phụ thân Tiêu Trường Phong, Lô Chiến tiền bối đi tìm kiếm cửu u địa ngục, không biết tình huống như thế nào, có lẽ cha linh hồn ở cửu u địa ngục cũng nói không chừng. Công tử, chúng ta cũng đi theo ngươi đi đi, đây chính là nhân tộc Tam Thiên Vực thiên tài Giao Phong Thịnh Hội, chúng ta cho dù không địch lại, cũng có thể biết rõ bản thân nhược điểm. Mộ Dung Tuyết đột nhiên nói đến, đem Tiêu Phàm suy nghĩ kéo trở về. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, bọn họ đối bách sát chiến trường cũng tràn đầy chờ mong, nói đến cùng, một đám Diêm La Điện chủ đều không phải an phận thủ thường người. Các ngươi qua một đoạn thời gian lại đi a, trước vững chắc một cái tu vi, tốt nhất có thể đột phá cổ thần cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Hắn hiện tại đã là cổ thần cảnh hậu kỳ, lưu ở nơi này lại muốn tiến một bước, đoán chừng rất khó, trừ phi tiến vào cái kia trung ương khu vực. Đám người bất đắc dĩ, nhưng là minh bạch mình cũng cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch, đành phải thôi. Mặt khác, các ngươi rời đi giới này, không thể bại lộ tu la điện thân phận, những người khác cũng đồng dạng như thế. Tiêu Phàm lại hết sức trịnh trọng nói. Là, đám người gật gật đầu, chốc lát sau đó, đám người cũng nhao nhao tán đi, chỉ có Huyết Vô Tuyệt lưu lại. Sư đệ, ta cùng ngươi cùng đi chứ, mặt khác, Nam Cung huynh cùng Quân huynh đoán chừng cũng đã tiến vào rời đi giới này, tiến vào trung ương khu vực. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái nói. Cũng tốt, chờ ta một chút thời gian. Tiêu Phàm không có cự tuyệt, Huyết Vô Tuyệt đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa có mệnh thạch mang theo, muốn chết cũng khó khăn, tự nhiên không tất yếu lo lắng hắn an nguy. Hồng hộc, thoại âm rơi xuống, một đạo huyết sắc lưu quang đột nhiên từ âm sát huyết giản phương hướng trùng thiên mà lên, đáng sợ tiếng hét lớn kinh thiên động địa, chỉ thấy cái kia đầy trời tử huyết sắc vũ khí ở hư không nổ tung. Thật đáng sợ sát khí. Bạch Ma con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn phía xa. Huyết Vô Tuyệt cùng Lôi Viên Vương cũng trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm âm sát huyết giản phương hướng. Làm bọn họ lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm cũng đã không thấy bóng dáng, chốc lát sau đó liền xuất hiện ở âm sát huyết giản tầng dưới chót nhất, hắn kinh hãi nhìn xem cách đó không xa Tu La Kiếm. Giờ phút này, cái kia một oa đại đế sát huyết, đã bị Tu La Kiếm thôn phệ hoàn tất, Tu La Kiếm cả người chán phóng tử huyết sắc quang mang, sáng chói, yêu dị. Hắn phía trên phát ra kiếm khí, tựa như có thể xé mở hư không đồng dạng, khắc nghiệt đến cực điểm, dù là Tiêu Phàm đều có một cỗ đau nhói cảm giác. Ở Tu La Kiếm chung quanh, huyết sắc kiếm khí nộ khiếu, phát ra vô cùng vô tận sát khí, đáng sợ đến cực điểm. Tu La Kiếm, bây giờ mới là chân chính Tu La Kiếm, Tu La Sát Kiếm. Tiêu Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, buông tay một chiêu, Tu La Kiếm bỗng nhiên bị hắn giữ ở trong tay. Một thoáng thời gian, Tiêu Phàm quanh thân bắn ra vô cùng vô tận kiếm khí, trực tiếp xé ra hư không, đáng sợ loạn lưu bắn ra bốn phía. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh hãi không thôi, bây giờ Tu La Kiếm, quá đáng sợ, vẹn vẹn kiếm khí, liền có thể nhường cổ thần cảnh sợ hãi. Như thế, tiến về bách sát chiến trường chỗ sâu, ta tự vệ năng lực lại mạnh mấy phần, tiếp xuống, liền là rút ra giới này pháp tắc chi lực. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm bàn giao một phen sự tình, liền ở âm sát huyết giản chung quanh bố trí một chút trận pháp, sau đó tiến nhập bế quan trạng thái. Hắn ngồi xếp bằng ở dưới âm sát huyết giản, trong tay nắm chặt một chuôi hắc sắc thiết kiếm, chính là bách sát đế lệnh. Tiêu Phàm hiện tại muốn làm, liền là lợi dụng bách sát đế lệnh đem giới này pháp tắc chi lực rút sạch, sau đó nhường hắc sắc vòng xoáy thôn phệ. Người bình thường có lẽ làm không được, nhưng nắm giữ bách sát đế lệnh, Tiêu Phàm muốn làm được một bước này lại không phải rất khó. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm ý niệm khẽ động, cuồn cuộn thần lực tràn vào bách sát đế lệnh. Bách sát đế lệnh bỗng nhiên tản mát ra cuồn cuộn hắc sắc kiếm khí, ở Tiêu Phàm đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái to lớn kiếm khí vòng xoáy. Hô hô tương đương, kiếm khí vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, đáng sợ hấp lực bỗng nhiên sinh ra, càng ngày càng lớn, bốn phía phong quyển vân dũng, liền quang mang đều bị hắn nuốt vào, tựa như tận thế lại tới một dạng. Hơn nữa, kiếm khí vòng xoáy còn đang không ngừng biến lớn, ngay từ đầu chỉ có mấy chục trượng, chốc lát sau đó liền biến thành vài ngàn trượng lớn nhỏ. Hơn nữa xa xa còn chưa có kết thúc xu thế. Mấy hơi thở thời gian, kiếm khí vòng xoáy liền xông ra âm sát huyết giản, cuồn cuộn túc sát chi khí phô thiên cái địa khuếch tán ra. Chuyện gì xảy ra?
Chính đang âm sát huyết giản bên ngoài cho Tiêu Phàm hộ pháp, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương giật nảy mình, kinh hãi nhìn phía xa vị trí. Ở bọn hắn kinh hãi ánh mắt bên trong, kiếm khí vòng xoáy xông thẳng Vân Tiêu, xa xa nhìn lại, liền tựa như một đóa vô biên vô hạn cây nấm, lại giống như một cái thương khung đại thủ, muốn đem toàn bộ cổ địa đều che khuất. Một thoáng thời gian, thiên địa bỗng biến lờ mờ vô cùng, yên tĩnh im ắng, tất cả thú tộc toàn bộ đều mờ mịt nhìn xem thương khung, không biết còn tưởng rằng tận thế tiến đến. Dù là Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương bậc này tuyệt thế cường giả, cũng bị trước mắt một màn dọa đến không rõ. Đây là người kia, công tử lấy ra, Lôi Viên Vương trợn to hai mắt, nội tâm mười phần không bình tĩnh, thật sự là động tĩnh này cũng quá lớn. Lôi Viên Vương cũng rốt cục biết rõ, Bạch Ma thật không có lừa hắn, Tiêu Phàm muốn giết hắn, cũng không khó, chỉ là hắn có nguyện ý hay không sự tình mà thôi. Lúc này, toàn bộ đoán chừng toàn bộ đều ảm đạm vô quang, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả thú tộc toàn bộ đều phủ phục nơi khác, chỉ có thiên khung phía trên ầm vang không dứt, cuồng phong thổi loạn. Bọn chúng không phát hiện là, cửu tiêu phía trên trận pháp phát ra vô lượng bảo quang, đang điên cuồng rút ra giới này lực lượng. Nếu như thần vương cường giả ở chỗ này, khẳng định có thể phát hiện, trong hư không có vô số lít nha lít nhít tàn liên bị rút lấy. Tiểu tử này đang rút ra giới này pháp tắc chi lực. Bạch Ma xứng đáng đã từng thân làm đại đế cấp bậc cường giả. Dù là thực lực không ở, nhưng nhãn lực vẫn như cũ đáng sợ. Bạch Ma hít sâu một cái, hồi lâu mới bình phục tâm tình, Tiêu Phàm cho hắn mang đến chấn kinh thực sự quá lớn. Bất quá lòng hắn bên trong còn có một cái nghi hoặc, kia chính là Tiêu Phàm rút ra giới này pháp tắc chi lực làm cái gì đâu, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì hạn chế Lôi Viên Vương thực lực, bảo hộ Tu La Điện an nguy sao? Bạch Ma nghĩ không ra, hắn làm sao đều không có khả năng nghĩ đến. Tiêu Phàm là muốn thôn phệ những cái này pháp tắc chi lực đột phá. Cũng liền ở Tiêu Phàm rút ra cổ địa pháp tắc chi lực thời điểm, cùng nơi đây khu vực liền nhau trung ương khu vực một ngọn núi đỉnh, xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Cầm đầu một người là một cái bạch bào thanh niên mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, khí vũ hiên ngang, trong lúc vô hình tản mát ra một loại thượng vị giả uy nghiêm. Mà mấy người khác, lại là ăn mặc thống nhất hắc bào, quỷ dị là... Bọn họ mỗi người đỉnh đầu đều dài hơn một đôi huyết sắc sừng thú, tản mát ra ngập trời hung lệ chi khí. Thần tử, ta Tu La tộc cổ địa có thể vào sao? Trong đó một cái hắc bào nam tử mở miệng nói, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Bạch bào thanh niên hai tay ôm ngực, tiếp hai mắt đánh giá nơi xa mây mù khu vực, đôi mắt bên trong nở rộ lấy quang mang, tựa như muốn nhìn thấu phiến kia khu vực một dạng. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra bạch bào thanh niên thân phận. Trận pháp mặc dù giãn ra, nhưng vẫn như cũ phi thần vương cường giả không thể phá. Bạch bào thanh niên lắc lắc đầu, thật dài thở dài một hơi. Hừ, nếu không phải kình thiên chiến tướng thủ hộ bách sát đế lệnh bất lợi, ta Tu La tộc há lại sẽ liền Tu La tộc cổ địa đều tiến không lên, còn phải mượn nhờ vạn la đế vực mới có thể bước vào bách sát chiến trường. Chính là, nghĩ năm đó, ta Tu La tộc quét ngang bách sát chiến trường, cỡ nào uy phong. Bây giờ lại liền bách sát chiến trường đều muốn mượn người khác tay mới có thể tiến đến. Lần này, thần tử nhất định có thể giết vào bách sát chiến trường chỗ sâu nhất, lại vì ta Tu La tộc tranh đoạt một mai bách sát đế lệnh. Thậm chí tương lai bước vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Cái khác mấy cái Tu La vực tu sĩ giận dữ vô cùng, nghĩ năm đó Tu La tộc cỡ nào huy hoàng, mà hiện tại tiến vào nho nhỏ bách sát chiến trường, đều cần mượn kẻ khác đường, đây đối với bọn họ tới nói, đơn giản liền là một loại sỉ nhục. Bạch bào thanh niên trầm mặc thật lâu, lúc này mới nhìn về phía mấy người nói, kình thiên chiến tướng đã từng là ta Tu La tộc anh hùng, chúng ta tiểu bối cũng không cần thảo luận hắn công tội thị phi. Là, thần tử, mấy người vội vàng cung kính hẳn là, không dám có bất luận cái gì làm trái ý tứ. Thần tử, ngươi nhìn, đột nhiên, trong đó một cái Tu La tộc tu sĩ kêu sợ hãi một tiếng, kinh ngạc nhìn phía xa nói. Những người khác toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn lại. Lại là nhìn thấy mây mù bên trong quang mang bắn ra bốn phía, hà quang trùng thiên, trận pháp màn sáng biến càng ngày càng rõ ràng. Đây là có người đang thao túng trận pháp, có một người nhìn ra môn đạo, trong giọng nói đều là kinh ngạc, không có khả năng, bách sát đế lệnh không phải mất đi vài vạn năm sao. Có người chiếm được, bạch bào nam tử lạnh lùng nhìn về chân trời, nắm đấm nắm chặt, trong lòng kìm nén một cỗ cường đại sát ý, lạnh giọng nói, ta Tu La tộc bách sát đế lệnh, ai cũng không thể nhúng chàm. Thần tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trong đó một cái Tu La tộc tu sĩ mắt lạnh nhìn mây mù chỗ sâu nói. Mặt khác mấy người cũng sát khí nặng nề,
hận không thể lập tức xông vào cổ địa, đáng tiếc bọn họ thực lực căn bản không đủ để phá vỡ giới này. Trước đó trận pháp tàn phá bọn họ đều làm không được, huống chi hiện tại trận pháp màn sáng càng ngày càng sáng chói lóa mắt. Cho ta trước mặt bốn phía, nhìn thấy đi ra người, chộp tới lại nói, bản thần tử cũng phải nhìn xem, ai dám đoạt ta Tu La tộc Bách Sát Đế lệnh. Bạch bào thanh niên ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Là, Tu La tộc đám người gật gật đầu, lập tức tản ra mà ra. Tiêu Phàm, một ngày nào đó, ta sẽ tìm tới Tu La tổ địa, để ngươi sống không bằng chết, đáng tiếc lúc kia, có lẽ, ta cũng đã không có bất cứ hứng thú gì giết ngươi. Bạch bào thanh niên thản nhiên nói, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nơi xa mây mù. Mà giờ phút này, Tiêu Phàm đang hết sức chăm chú đắm chìm trong rút ra giới này pháp tắc chi lực, trên trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Mặc dù lấy hắn thực lực, dù là hủy diệt giới này, cũng có thể có biện pháp làm được, nhưng là rút ra một giới pháp tắc chi lực, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao, pháp tắc chi lực thế nhưng là thần vương cường giả mới có thể chạm đến phạm trù, nếu như không phải hắn luyện hóa Bách Sát Đế lệnh, đó là tuyệt đối không có khả năng làm được một bước này. Theo lấy Tiêu Phàm điều khiển, từng đạo huyền diệu pháp tắc tàn liên từ thiên địa tứ phương hội tụ mà đi, mặc dù mỏng manh, nhưng là tụ ít thành nhiều. Tiêu Phàm tâm thần có thể rõ ràng cảm nhận được, từng đóa pháp tắc toái phiến ở kiếm khí vòng xoáy bên trong ngưng tụ thành hình, sau đó bị hắn thể nội hắc sắc vòng xoáy thôn phệ. Theo lấy pháp tắc toái phiến bị hắc sắc vòng xoáy luyện hóa, Tiêu Phàm trên người khí thế cũng càng ngày càng mạnh, trước đó chỉ là vừa mới bước vào cổ thần cảnh hậu kỳ, sau đó hiện tại, hắn tu vi càng ngày càng ổn định, không ngừng hướng về cổ thần cảnh đỉnh phong tới gần. Nhưng là, vô luận Tiêu Phàm cố gắng như thế nào, thậm chí nửa tháng xuống tới, hắn cũng đã luyện hóa giới này tất cả còn sót lại pháp tắc chi lực vẫn như cũ không ta phóng ra một bước này. Giới này mặc dù danh xưng một cái tiểu thế giới, nhưng pháp tắc chi lực quá mỏng manh, còn không bằng cái kia vài miếng hắc sắc pháp tắc quái phiến. Tiêu Phàm thật sâu thở dài một hơi, trong mắt lóe qua nồng đậm vẻ khổ sở. Đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm cũng muốn, đáng tiếc giới này pháp tắc chi lực vẫn là quá mức mỏng manh, có lẽ giới này sinh ra, lúc trước chính là vì không cho thần vương cảnh cường giả tồn tại. Một giới pháp tắc chi lực, cũng liền miễn cưỡng nhường hắn cổ thần cảnh hậu kỳ viên mãn, nhưng cự ly cổ thần cảnh đỉnh phong vẫn như cũ có cách xa một bước. Thôi, chí ít ta không phải không thu hoạch được gì, Bách Sát chiến trường đâu đâu cũng có cơ duyên, đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, cũng không phải quá khó khăn sự tình. Tiêu Phàm tự an ủi mình. Lập tức thần sắc nghiêm lại, người phần ngưng trọng trầm ngâm nói, có lẽ, đối ta mà nói, hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, mà là như thế nào lĩnh ngộ tự thân thích hợp pháp tắc. Tiêu Phàm sở dĩ cường đại, hơn nữa từng bước tiên cơ, thiên phú là một cái phương diện, nhưng càng trọng yếu là hắn phòng ngừa chu đáo, mà không phải chờ sự tình phát sinh sau đó lại suy nghĩ như thế nào giải quyết. Hiện tại hắn, cũng đã xem như cổ thần cảnh bên trong nhỏ vô địch, chỉ cần lấy được đầy đủ pháp tắc quái phiến, liền có thể nước chảy thành sông đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong sau đó đây? Chẳng lẽ muốn hướng những cái kia bán bộ thần vương cường giả như vậy, trước hết để cho nhục thân hoặc là linh hồn viên mãn, lại nghĩ đến như thế nào lĩnh ngộ pháp tắc chi lực? Lúc kia lại nghĩ đến lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, so với kẻ khác tới nói, đã trễ rất nhiều, lãng phí quá nhiều thời gian. Thời gian đối với cổ thần cảnh cường giả tới nói, có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng là, theo lấy thời gian đưa đẩy, rất nhiều tu sĩ góc cảnh sớm đã san bằng, muốn bắn vọt cao hơn cảnh giới, đều sẽ bó tay bó chân. Liền đột phá dũng khí đều không có người, còn có thể đột phá thần vương cảnh sao? Đáp án là phủ định, cổ thần cảnh đột phá thần vương cảnh, có thể không chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc, hơn nữa còn cần trải qua thần vương cướp. Từ cổ chí kim, bao nhiêu thiên tài nhân vật đổ vào thần vương cướp phía dưới. Đây cũng là thần vương cảnh cực kỳ thưa thớt nguyên nhân một trong, đồng dạng, đây cũng là thần vương cảnh thực lực có thể nhẹ nhõm nghiền ép cổ thần cảnh nguyên nhân. Đừng nhìn Tiêu Phàm hiện tại đột phá cổ thần cảnh hậu kỳ, liền bán bộ thần vương đều có thể gạt bỏ. Nhưng ở chân chính thần vương cường giả trước mặt, hắn có lẽ cái gì đều không phải. Cũng chính là bạch ma loại này đã từng bước vào cái kia cảnh giới người có thể rất cứng khiêng. Nghĩ rõ ràng những cái này, Tiêu Phàm cuối cùng đứng dậy, nhanh chóng hướng âm sát huyết giản bên ngoài lao đi. Huyết vô tuyệt, bạch ma cùng lôi viên vương chờ đợi hơn nửa tháng, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, vội vàng nghênh đón. Tiểu bạch, lôi viên, chuẩn bị một phen, theo ta ly khai giới này. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh nói, sư huynh, ngươi còn có cái gì muốn làm sao?
Giới này đối Tu La Điện nguy cơ đã giải quyết, Tiêu Phàm cũng đã có thể yên tâm rời đi. Về phần những cái kia thú tộc, lấy Tiêu Phàm năng lực, nguyên lai có thể nhẹ nhõm thu phục bọn họ, nhưng hắn không có. Nếu như hắn cái gì đều cho Tu La Điện làm, cái kia Tu La Điện tới đây, cũng liền không phải lịch luyện, đây không phải Tiêu Phàm muốn nhìn thấy. Không có, ta tùy thời có thể rời đi, Huyết Vô Tuyệt không chút do dự nói ra. Bạch Ma, ngươi cũng cải biến một cái dung mạo cùng thần lực khí tức, theo ta ly khai nơi này. Tiêu Phàm gật gật đầu, bỗng nhiên, hắn thân hình một trận biến hóa, biến thành một chương khác gương mặt, hiện tại lên, ta tên Kiếm Hồng Trần. Cái tên này, Tiêu Phàm cũng đã nhiều năm chưa từng dùng qua, nếu như không phải là không muốn bại lộ trên người hắn bách sát đế lệnh, hắn cũng sẽ không cải biến thân phận. Ngay sau đó, Bạch Ma thân hình cũng một trận biến hóa, biến thành một đầu một trượng 3,33 m lớn nhỏ bạch sắc sư tử, nhìn qua muốn bá đạo rất nhiều. Tiểu Bạch, hiện tại rốt cục có mấy phần cẩu dạng. Tiêu Phàm cười ha ha nói. Ta đây là Long Ngao, Bạch Ma kháng nghị nói. Không phải là Tiểu Bạch, Tiêu Phàm nhún nhún vai cười nói, lập tức nhắm hai mắt cảm ứng một cái, lập tức bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng thẳng đến bách sắc chiến trường trung tâm khu vực phương hướng bay đi. Kẻ khác có lẽ bởi vì trận pháp nguyên nhân không cách nào tùy tiện rời đi giới này, nhưng là Tiêu Phàm nắm giữ bách sát đế lệnh, lại có thể tùy tiện làm được. Huyết Vô Tuyệt đám người vội vàng đi theo, mấy người phát hiện Tiêu Phàm cùng một tháng trước so sánh phát sinh một chút biến hóa, thế nhưng là cái gì biến hóa, bọn họ lại không nói ra được đến. Cũng liền một ngày không đến thời gian, Tiêu Phàm một nhóm liền đi tới một chỗ sâu thẳm hạp cốc bên bờ. Xa xa nhìn lại, sương mù bốc hơi, tiên dáng hồng lượn lờ, mông lung, dù là lấy Tiêu Phàm nhãn lực đều nhìn không thấu mảy may, nhìn như gần trong gang tấc, lại cho người ta một loại ở phía xa thiên nhai cảm giác. Bước qua này hạp cốc, chính là một cái thế giới khác, đáng tiếc cái kia vụ hải căn bản độ không đi qua. Lôi Viên Vương hít sâu một hơi nói, trong mắt có chút nồng đậm kiêng dè. Thân làm giới này tam vương một trong, Lôi Viên Vương tự nhiên thử qua gặp rắc rối mảnh này hạp cốc, đáng tiếc, lấy hắn thực lực, kém chút tốt mấy lần chết ở bên trong. Đến mức hơn vạn năm, Lôi Viên Vương cũng không còn nghĩ tới rời đi giới này, trừ phi hắn có thể đột phá thần vương cảnh. Nghĩ tới cái này, Lôi Viên Vương sắc mặt ngưng tụ, trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử, có thể có thực lực vượt qua mảnh này mây mù khu vực sao? Sau đó sau một khắc, Lôi Viên Vương bỗng trợn tròn mắt, chỉ thấy Tiêu Phàm trực tiếp đạp không mà lên, những nơi đi qua, mây mù tất cả đều lui tránh, tựa như chủ động nhường ra một con đường một dạng. Cái này, Lôi Viên Vương trợn to hai mắt, không dám tin tưởng bản thân chứng kiến tất cả. Hắn không biết là, phiến khu vực này vốn chính là thuộc về giới này trận pháp một bộ phận, là phòng ngừa ngoại lai giả tiến vào, hơn nữa ngăn cản bọn họ giới này thú tộc rời đi, Tiêu Phàm muốn thông qua tự nhiên không khó. Huống chi, Tiêu Phàm nắm giữ bách sát đế lệnh, coi như cái này trận pháp ngăn cản hắn, hắn cũng có thể tùy tiện xuyên qua. Làm Lôi Viên Vương lấy lại tinh thần thời khắc, Bạch Ma cùng Huyết Vô Tuyệt cũng đã đi theo, hắn nơi nào còn dám do dự. Vội vàng đi theo, hiện tại thật vất vả có rời đi cơ hội, hắn chỗ nào còn sẽ bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm lăng không dạo bước, chậm ung dung đi tới, lòng hắn nghĩ căn bản không ở nơi này mây mù, mà là ở nơi này hạp cốc phía dưới, hắn luôn cảm giác cái này hạp cốc không đơn giản. Đột phá đến bây giờ cảnh giới, Tiêu Phàm cũng đã có rất ít loại cảm giác này, hắn cảm giác dưới lòng bàn chân có một đôi con mắt đang lạnh lùng theo dõi hắn, nhìn hắn toàn thân không được tự nhiên. Hẳn là ảo giác. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, rất nhanh liền thu liễm tâm thần, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía hạp cốc đối diện. Đều đi theo, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, thân thể hóa thành một vệt sáng cực tốc hướng về đối diện lao đi. Mấy người không phát hiện là, làm bọn họ xuyên qua phiến kia mây mù khu vực lúc, có một mảnh hắc sắc vũ khí từ hạp cốc phía dưới xông ra, hóa thành một đầu quái vật, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia màu đen mây mù quái thú liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Chốc lát sau đó, Tiêu Phàm một nhóm rốt cục xuyên qua hạp cốc, xuất hiện ở một mảnh cổ mộc rậm rạp sơn lâm biên giới, ngọn núi đen như mực, bàng bạc đại khí, như từng đầu cổ thú ẩn núp. Một cỗ cổ phát nặng nề man hoang chi khí đập vào mặt, thổi rối loạn đám người tóc, cho người ta một loại cường đại áp bách lực lượng. Thật là nồng nặc túc sát chi khí, Huyết Vô Tuyệt mái tóc màu tím bay lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đi thôi, Tiêu Phàm nhìn lướt qua, đề phòng nhìn chằm chằm tứ phương, trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Hồng hộc, cũng liền ở mấy người đạp vào đỉnh núi lúc,
Mấy đạo hàn mang từ trong cổ lâm xông ra, khóa chặt Tiêu Phàm một nhóm, muốn đưa mấy người vào chỗ chết. Không đợi Tiêu Phàm mở đầu, Lôi Viên Vương bước ra một bước, một quyền giận oanh mà ra, một cái phòng ốc lớn nhỏ quyền cương bỗng nhiên đón lấy cái kia mấy đạo hàn mang. Ầm ầm, mấy tiếng nổ vang truyền ra, mấy đạo hàn mang cùng quyền cương cùng nhau vỡ nát, cuồng bạo thần lực ba động mãnh liệt tứ phương. Tiêu Phàm mấy người ngừng thân hình, mắt lạnh nhìn bốn phía, mấy đạo thân ảnh đem bọn họ vây quanh ở trung ương, sát cơ nở rộ. Thần tử, đột nhiên, mấy người hướng về phía nơi xa hơi hơi thi lễ, lại là một cái bạch bào thanh niên chậm rãi đi tới. Là ngươi, Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia bạch bào thanh niên thời khắc, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. À, ngươi biết ta, bạch bào thanh niên đi tới gần, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nhìn, cũng không nhận ra Tiêu Phàm đến, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử, đã ngươi nghe qua thần tử đại danh, còn không đem bách sát đế lệnh giao ra đến. Trong đó một cái hắc bào nhân lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Có lẽ thần tử xem ở cố nhân phân thượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Một cái khác hắc bào nhân cũng tà tà cười nói, liếm liếm bờ môi, lộ ra khát máu. Thần vô tâm, chó của ngươi vẫn là như thế phách lối. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem bạch bào nam tử, về phần những người khác, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không mắt nhìn thẳng một cái. Không sai, bạch bào thanh niên chính là chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục Tu La Sơn thần tử thần vô tâm. Năm đó tranh đoạt Tu La truyền thừa thất bại, thần vô tâm muốn diệt sát Tiêu Phàm, có thể cuối cùng bảo hộ hắn thiên thần cảnh tu sĩ, hoàn toàn bị Tiêu Phàm nghịch loạn đồng chém giết, mà thần vô tâm cũng bị trong đó cái kia mạnh nhất thiên thần cảnh cường giả thông qua truyền tống thông đạo đưa ra chiến hồn đại lục. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ đến, dĩ nhiên còn có cơ hội gặp lại hắn, hơn nữa bây giờ thần vô tâm trên người phát ra khí tức, liền hắn đều nhìn không thấu mảy may. Nghĩ đến những năm này thần vô tâm cũng không phải dậm chân tại chỗ, bất quá cái này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm tò mò. Những người này xưng hô thần vô tâm vì thần tử, nghĩ đến thần vô tâm địa vị hẳn là không thấp, hắn sau lưng bối cảnh cũng rất lớn, vậy hắn lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chiến hồn đại lục đây? Vì thần vương truyền thừa. Nếu như là trước kia, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ tin tưởng, nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm là tuyệt đối không tin. Thần vô tâm phía sau thế nhưng là Tu La đế tộc, vô cùng có khả năng nắm giữ đại đế cấp bậc cường giả, lại làm sao có thể ngấp nghé thần vương truyền thừa đây? Nhìn đến, hay là ta xem thường chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Cho tới nay, hắn đều tưởng rằng chiến hồn đại lục chỉ là một cái phổ thông tiểu thế giới mà thôi, nhưng bây giờ nhìn đến, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Nhìn đến, thì Vũ lựa chọn phong ấn chiến hồn đại lục là đúng, chờ ta đột phá thần vương cảnh, lại nghĩ biện pháp tiếp nàng trở về. Nghĩ đến Diệp Thi Vũ thời điểm, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng ngọt ngào tiếu dung. Nhưng mà, cái này tiếu dung ở thần vô tâm đám người nhìn đến, lại là coi là Tiêu Phàm đang chế giễu bọn họ. Làm càn, không đợi thần vô tâm mở miệng, hắn một cái hạ nhân thuộc liền gầm thét một tiếng, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Dừng tay, thần vô tâm quát khẽ một tiếng, vội vàng ngừng hắn thủ hạ, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi là ai? Ngươi không cần biết rõ ta là ai, chỉ cần biết rõ, ngươi ngăn không được ta liền đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, căn bản không đem thần vô tâm để vào mắt. Đã từng bại tướng dưới tay, Tiêu Phàm sớm đã không đem hắn làm đối thủ, nếu như bức bách hắn, hắn không ngại đem thần vô tâm lưu ở nơi này. Thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin, thần tử muốn giết ngươi. Chỉ bất quá cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Thần tử, thuộc hạ chờ lệnh, giết cái này tiểu tử. Thuộc hạ mời thần tử đồng ý, lấy bọn họ đầu lâu. Thần vô tâm thuộc hạ nhìn không được, ở bọn hắn trong lòng, thần vô tâm thế nhưng là vô địch tồn tại, nhưng bây giờ lại bị một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tiểu tử xem thường. Công tử, Lôi Viên chờ lệnh. Lôi Viên Vương cầm trong tay một cây huyết sắc thiết côn, lạnh lùng nhìn xem Tu La tộc đám người. Tiêu Phàm mỉm cười, cái này Lôi Viên Vương ngược lại là không ngu ngốc, lại còn sẽ cho mình bắt mặt mũi. Sư đệ, những người này giao cho ta đi. Lúc này, Huyết Vô Tuyệt cũng đột nhiên đứng dậy, trong mắt chán phóng lãnh quang, hắn nhiều năm chưa từng xuất thủ, đã có chút lạnh nhạt. Lão Lôi, thay ta sư huynh lược trận. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, chỉ thần vô tâm nói, về phần hắn, ta tự mình tiến tới động thủ. Hắn cũng muốn nhìn xem, những năm này thần vô tâm trưởng thành đến cái tình trạng gì. Có lẽ tương lai có một ngày, hắn còn muốn đi Tu La tộc vị trí cương vực một chuyến đây,
Hiện tại thử xem thần vô tâm thủ đoạn cũng không tệ. Tự tìm cái chết tiểu tử. Tu La tộc đám người hầm hầm giận dữ, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Lần này, thần vô tâm không có ngăn cản, hiển nhiên hắn cũng động sát tâm. Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy, dưới chân đạp mạnh, cả người trùng thiên mà lên, làm tới gần trong đó một cái Tu La tộc lúc, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chuôi nhỏ bé huyết kiếm. Phốc phốc một tiếng, huyết kiếm trực tiếp đâm vào Tu La tộc tu sĩ thể nội, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật sự là Huyết Vô Tuyệt tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều không kịp phản ứng, dù là Bạch Ma cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm sư huynh, dĩ nhiên như thế cường đại. Thần vô tâm, có vẻ như chó của ngươi không được tốt lắm. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, Huyết Vô Tuyệt thực lực cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vậy cũng chưa hẳn, thần vô tâm thần sắc đạm mạc, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện lên một vòng cười lạnh. Oanh! Cũng liền ở lúc này, chỉ thấy bị Huyết Vô Tuyệt một kiếm xuyên thủng Tu La tộc tu sĩ, đột nhiên một trường đánh về phía Huyết Vô Tuyệt, Huyết Vô Tuyệt thân thể bỗng nhiên ở hư không nổ tung. Không biết lượng sức, cái kia Tu La tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ha ha, thật không biết tiểu tử này từ đâu tới dũng khí, hắn sư huynh đều chỉ có dạng này thực lực, hắn vậy mà còn dám kêu gào thần tử, thực sự là tự chịu diệt vong. Không sai, giết bọn hắn, căn bản không cần thần tử tự mình động thủ, chúng ta đều dư xài. Mấy người khác cũng thuận tiện làm thịt a, đừng ô uế thần tử tay. Cái khác mấy cái Tu La tộc cũng không kiêng nể gì cả nở nụ cười, giết chết Huyết Vô Tuyệt so bọn họ tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Giết không chết, Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 6 cái Tu La tộc tu sĩ, hắn minh lang nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt đâm trúng người kia, nếu như là người bình thường, hẳn là chết mới đúng, có thể cái kia Tu La tộc tu sĩ lại thí sự đều không có. Tiểu tử, mặc dù ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng ta chỉ nói một lần chót, đem Bách Sát Đế lệnh giao ra đến, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Thần vô tâm một mặt ngạo nghễ nhìn xem Tiêu Phàm, liền tựa như đang quan sát một cái run rế. Thiên hạ đệ thập bất tử thần thông, Bạch Ma đột nhiên mở miệng, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia Tu La tộc tu sĩ. Bất tử thần thông, Tiêu Phàm ngạc nhiên, lần trước gặp qua Tử Vân Phong đệ bát thần thông đồng hóa, hắn liền cố ý hiểu qua thiên hạ thần thông bảng xếp hạng, bảng thượng thần thông chỉ có chút ít mười mấy loại, nhưng có thể đứng hàng bảng xếp hạng thần thông đều không đơn giản. Bất tử thần thông, tên như ý nghĩa, liền là bất tử, người bình thường cơ bản giết không chết hắn. Nếu như những cái này thần thông tu luyện tới cực hạn, dù là pháp tắc chi lực cũng chưa hẳn có thể làm gì được. Bởi vậy, có một loại thuyết pháp, có thể lĩnh ngộ trên bảng xếp hạng thần thông người, đồng giai hiếm có người địch. Giết hắn cho ta, thần vô tâm nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, còn người lạnh lẽo, trực tiếp hạ lệnh xuất thủ. Tiểu tử, hiện tại tới phiên ngươi, mấy cái kia Tu La tộc tu sĩ cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Giết các ngươi, ta liền đủ. Lúc này, lại một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy vừa mới bị Huyết Vô Tuyệt một kiếm đâm thủng Tu La tộc tu sĩ đột nhiên bị một đạo kiếm quang xé rách mà ra. Cùng lúc đó, hư không bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh, chính là vừa mới bị một trường oanh bảo Huyết Vô Tuyệt. Huyết Vô Tuyệt thần sắc đạm mạc vô cùng, thần sắc cùng vừa rồi không có bất luận cái gì biến hóa, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Làm sao sẽ, hắn không phải đã chết rồi sao? Cái khác Tu La tộc tu sĩ kinh hãi nói. Chỉ có Tiêu Phàm lơ đễnh, trên người hắn nắm giữ Huyết Vô Tuyệt mệnh bài, chỉ cần mệnh bài chưa nát, liền có thể chứng minh Huyết Vô Tuyệt không chết, tuy nhiên hắn cũng không biết Huyết Vô Tuyệt là như thế nào sống sót. Thoại âm rơi xuống, hắn ánh mắt lại là rơi vào bị Huyết Vô Tuyệt giết chết cái kia Tu La tộc tu sĩ, chỉ thấy cái kia bị chém ra nhục thân, vậy mà ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Bất tử thần thông, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Người bị một kiếm chém thành hai đoạn, dĩ nhiên còn không chết. Bất tử thần thông sao? Huyết Vô Tuyệt hừ lạnh một tiếng, nâng lên trong tay huyết kiếm lần nữa một kiếm chạm ra. Dừng tay! Tu La tộc nhân nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt chuẩn bị lần nữa động thủ, nhao nhao gầm thét, điên cuồng nhào về phía Huyết Vô Tuyệt. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là quá khinh thường Huyết Vô Tuyệt thực lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Huyết Vô Tuyệt một kiếm chém xuống, vô số kiếm khí đem cái kia Tu La tộc tu sĩ thi thể xé rách vỡ nát. Hư không chỉ còn lại một đám mưa máu. Huyết Vô Tuyệt cũng không có dừng tay, giết chết cái kia Tu La tộc người sau, lần nữa nhào về phía những người khác, xuất thủ nhanh mà hung mãnh, tuyệt quả quyết dứt khoát, đây là một cái sát thủ phong cách. Bất quá,
Còn lại ngũ đại Tu La tộc cường giả cũng không hổ là cổ thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa mỗi một cái đều kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cũng không có cho Huyết Vô Tuyệt đơn đả độc đấu cơ hội. Sáu đại cường giả bỗng nhiên chiến đấu chiến cùng một chỗ, tràng diện kịch liệt vô cùng, sơn phong rung động, cự thạch lan xuống. Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, hắn ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm đoàn kia xương máu, tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, đoàn kia xương máu rốt cuộc lại nhanh chóng phục hồi như cũ. Vậy mà không chết, Tiêu Phàm yên lặng, cái này không tử thần thông cũng quá biến thái à, nhục thân bị quấy đến vỡ nát, dĩ nhiên còn sống. Công tử, Lôi Viên Vương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này biến thái thần thông, không khỏi thay Huyết Vô Tuyệt lo lắng. Những người này căn bản giết không chết, như thế chiến xuống dưới, Huyết Vô Tuyệt khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Yên tâm, sư huynh tự có chừng mực, Tiêu Phàm thản nhiên nói, một chút cũng không quan tâm Huyết Vô Tuyệt an nguy. Lôi Viên Vương tự nhiên cũng liền không thể làm gì, bất quá hắn nháy mắt nhớ tới cái gì, có vẻ như vừa mới Huyết Vô Tuyệt cũng là bị đánh thành xương máu a, cuối cùng không phải cũng là sống lại. Chẳng lẽ Huyết Vô Tuyệt cũng có bất tử thần thông? Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia kết quả là người nào cũng giết không chết người nào. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Một tiếng gầm thét vang lên, chỉ thấy bị Huyết Vô Tuyệt chém giết cái kia Tu La tộc tu sĩ lần nữa khôi phục thân thể, chỉ là sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hiển nhiên, hắn mặc dù nắm giữ bất tử thần thông, có thể cái này thần thông cũng không phải vô địch, chí ít tiêu hao hắn đại lượng thần lực. Thoại âm rơi xuống, cái kia tu sĩ lần nữa nhào về phía Huyết Vô Tuyệt, thế tất yếu làm bản thân vừa mới bị chúng hai kiếm báo thù. Tiểu Bạch, cái này không tử thần thông, chẳng lẽ thật giết không chết sao? Tiêu Phàm nhìn về phía bên cạnh Bạch Ma, truyền âm nói. Bất tử thần thông xác thực rất mạnh, nhưng là không phải vô địch, chỉ cần hủy mệnh cách, tự nhiên là có thể giết chết. Bạch Ma tốt xấu đã từng cũng là đại đế cấp bậc cường giả, kiến thức cùng nhãn lực tự nhiên không phải hắn có thể bằng được. Mệnh cách, Tiêu Phàm nghi hoặc, lại hỏi, vừa mới sư huynh một kiếm kia, không phải hủy mạng hắn nghiên cứu sao? Liền thi thể đều hóa thành xương máu, mệnh cách làm sao còn hoàn hảo không chút tổn hại đây, dựa theo Bạch Ma nói, cái kia Tu La tộc tu sĩ cũng hẳn là chết mới đúng à. Bọn họ mệnh cách không ở nơi này, Bạch Ma thần sắc có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, cái này rõ ràng không phải giới này, tại sao bọn họ có thể sử dụng? Nói tiếng người, Tiêu Phàm tức giận nói. Ngươi còn nhớ rõ mệnh thạch à? Mệnh thạch kỳ thật liền là một loại đặc thù mệnh cách, chỉ cần loại này mệnh cách thoát ly nhân thể mà thôi, có thể đặt ở bất luận cái gì địa phương. Chỉ cần mệnh thạch không hủy, người liền bất tử, loại này thủ đoạn, theo lý thuyết ở thách cổ thần giới hẳn là cấm dùng mới đúng. Bạch Ma giải thích nói. À, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn còn là lần thứ nhất nghe nói mệnh thạch cũng là một loại mệnh cách, chẳng lẽ bạch sắc thạch đầu cũng là một khỏa mệnh cách sao? Tiểu tử, mệnh thạch chỗ huyền diệu, xa xa không phải ngươi tưởng tượng như thế đơn giản, hơn nữa chưa đột phá đại đế, mệnh cách bình thường là không cách nào ly thể. Bạch Ma nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ nghi hoặc, lại vội vàng bổ sung một câu. Chiếu ngươi nói như vậy, bọn họ mệnh cách đã bị tách ra thân thể, cho nên vô luận như thế nào đều giết không chết. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Nếu quả thật là nói như vậy, hoàn toàn có thể tạo nên một chi vô địch đại quân, quét ngang tất cả. Còn có một loại phương pháp, Bạch Ma lắc lắc đầu, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, không có cái gì là vô địch. Phương pháp gì, Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Tản mất bọn họ khí số, Bạch Ma trầm giọng nói. Khí số, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, trong lòng lại là cười lạnh. Bạch Ma lại thật sâu thở dài một hơi, nói, khí số biết bao phiêu miểu, ngay cả ta đỉnh phong thời kỳ đều không có tư cách đi chạm đến, muốn giết bọn họ, căn bản là không thể nào. Tiêu Phàm không nói, trong mắt lại là lóe qua một vòng lãnh quang. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thật muốn chờ giết ngươi sư huynh, mới bằng lòng giao ra bách sát đế lệnh sao? Thần Vô Tâm trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, hiển nhiên, hắn muốn ra tay. Mai này bách sát đế lệnh, hắn tình thế bắt buộc, chỉ cần lấy được, hắn liền có thể tiến vào phiến kia cổ địa, về sau Tu La tộc cũng không cần mượn nhờ vạn la đế vực tiến vào bách sát chiến trường. Ngươi luôn mồm giết cái này giết cái kia, ngươi có thể giết được người nào? Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Thần Vô Tâm, gia hỏa này thật đúng là hoàn toàn như trước đây phách lối. Trước kia ở thiên địa lao ngục cũng là một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, hiện tại vẫn không đổi được bộ kia đức hạnh, Tiêu Phàm phát hiện, bản thân hẳn là dạy hắn như thế nào làm người. Bản thân tự giết ngươi dễ như trở bàn tay,
Thần vô tâm trên người bỗng nhiên phồng lên lấy cường hoành khí thế, tại hắn quanh thân, càng là cuồn cuộn huyết khí nở rộ, một đạo to lớn huyết sắc ma ảnh phù hiện. Một thoáng thời gian, một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ ra, hư không đều cuồng bạo không thôi. Tu La ma ảnh, Bạch Ma hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem thần vô tâm, lập tức lộ ra một tia hí ngược nói, nguyên lai là chiếm được một giọt Tu La thánh huyết Tu La tộc tiểu tử. Ngươi là ai? Thần vô tâm nghe vậy, trong lòng khẽ run. Một cái liền có thể nhìn ra hắn dung hợp một giọt Tu La thánh huyết, cái này cũng không phải bình thường đơn giản. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Bạch Ma khinh thường nhìn xem thần vô tâm, cái kia ánh mắt do Tiêu Phàm càng thêm coi thường, sau đó cho Tiêu Phàm truyền âm nói, Tiêu Phàm, nếu như hắn nghĩ dựa vào Tu La ma ảnh đối phó ngươi mà nói, ngươi cho dù đứng ở đó, hắn đoán chừng đều khó đả thương ngươi mảy may. À, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, lập tức bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Hắn thể nội Tu La ma ảnh, nếu luận mối về uy thế mà nói, xác thực không phải thần vô tâm Tu La ma ảnh có thể so sánh. Chỉ là bây giờ Tu La ma ảnh cũng đã lâm vào ngủ say, hắn căn bản là không có thể sử dụng Tu La ma ảnh lực lượng. Tất nhiên không nói, vậy liền không cần phải nói, các ngươi đều phải chết. Thần vô tâm kiên nhẫn đã bị ma diệt, đưa tay một trường liền hướng lấy Tiêu Phàm rơi xuống. Hồn diệt! Thần vô tâm một tiếng quát như sấm, bàn tay hơi hơi một phen. Một đạo bá đạo hắc sắc trường cương cuồn cuộn rơi xuống, ép tới người bình thường có chút không thở nổi. Lại là một chiêu này, Tiêu Phàm trong lòng xem thường, một chiêu này hắn đã từng liền kiến thức qua, đây là linh hồn công kích, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm linh hồn biết bao cường đại, há lại sẽ sợ thần vô tâm linh hồn công kích. Hắn liền đứng ở cái kia không nhúc nhích, mặc cho đạo kia trường cương rơi xuống, tựa như đạo kia trường cương không phải châm đối chính hắn một dạng. Oanh! Bá đạo trường cương từ Tiêu Phàm trên đầu nện xuống, làm rơi vào trên người hắn thời khắc, lại là quỷ dị biến mất, hắn thân thể, lại là xuất hiện một đạo đáng sợ trường ấn, đánh phía hắc sắc vòng xoáy. Phốc phốc, linh hồn trường cương còn không có tới gần, liền bị hắc sắc vòng xoáy nghiền ép vỡ nát, ngoại giới, Tiêu Phàm lại là thí sự đều không có, trên mặt ngược lại lộ ra một tia đăm chiêu. Ngươi tại sao sẽ không sao? Thần vô tâm kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, một kích này uy lực. Dù là bình thường cổ thần cảnh đỉnh phong đều muốn bị gạt bỏ a, tiểu tử này đứng ở đó không nhúc nhích, liền chặn lại bản thân một kích. Bài tướng dưới tay, ngươi cái này một chiêu cho ta gái ngứa đều không đủ. Tiêu Phàm nhe răng cười nói, bài tướng dưới tay, thần vô tâm sắc mặt trầm xuống, hắn xác định bản thân không quen biết người trước mắt, có thể làm gì lại cho mình một loại quen thuộc cảm giác đây. Lưu Quang Tuế Nguyệt, thần vô tâm con ngươi băng lãnh, cho dù là bán bộ thần vương, hắn đều có thể một trận chiến, hắn liền không tin tà, bản thân liền một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tu sĩ đều giết không chết. Phất tay, đầy trời kim sắc quang mưa chiếu xuống, hư không đều biến vặn vẹo, tất cả đồ vật đều ở nhanh chóng biến hóa. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt, liền tựa như đã trải qua mấy ngày. A, à, lại là một tia thời gian thần thông lực lượng. Bạch Ma hơi hơi kỳ lạ nhìn xem thần vô tâm, khó trách có thể lấy được một giọt Tu La thánh huyết. Ngược lại là có mấy phần năng lực. Ngươi liền không có cái gì mới mẻ đồ chơi sao? Nhìn đến những năm này, ngươi thật không có cái gì tiến bộ, hoàn toàn sống đến thân chó đi. Tiêu Phàm có chút không kiên nhẫn nhìn xem thần vô tâm. Một chiêu này, hắn đã từng sao lại không phải nhìn thấy qua, năm đó hắn đều có thể tùy tiện phá mở, huống chi hiện tại thế nào. Bất qua lời này nghe vào thần vô tâm trong tai, lại là không bình tĩnh. Cái gì gọi là những năm này không có cái gì tiến bộ? Chẳng lẽ hắn thật nhận biết bản thân? Không biết tại sao, thần vô tâm nội tâm có loại mãnh liệt bất an, cái này hắc y thanh niên, cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm cảm giác. Khẽ cắn môi, thần vô tâm lần nữa dùng sức, toàn lực thôi động phiến kia quang vũ, cùng lúc đó, cái kia rộng lớn Tu La ma ảnh cùng hắn dung hợp cùng một chỗ, lập tức một quyền giận oanh mà xuống. Bàng bạc khí thế mãnh liệt tứ phương, đáng sợ uy áp liền hư không đều kém chút chấn vỡ. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở nguyên địa bất động mảy may, thần vô tâm trong mắt lộ ra ngoan tuyệt, muốn một kích đem Tiêu Phàm oanh thành mảnh vỡ. Ngươi cái này cự ly chân chính thời gian thần thông còn kém xa đây. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, đàm tiếu như gió. Mắt thấy đến đạo kia quyền cương sắp rơi xuống thời khắc, hắn đột nhiên động, chỉ thấy hắn lắc mình một cái liền biến mất ở nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện, đã là ở thần vô tâm đỉnh đầu. Thật nhanh! Bạch Ma đều bị Tiêu Phàm tốc độ cho khiếp sợ đến, cho dù là hắn, nếu như không toàn lực mà nói, cũng làm không được Tiêu Phàm dạng này tốc độ. Thần vô tâm chỉ cảm giác đỉnh đầu phát lạnh,
vội vàng thời khắc, quyền cương nhất chuyển, hướng về không trung nổ tung mà đi. Không thể không nói, thần vô tâm kinh nghiệm chiến đấu cùng trực giác rất mạnh, chí ít so Tiêu Phàm gặp qua đại bộ phận người đều mạnh hơn, Tu La tộc, không hổ là đẫm máu mà sinh nhất tộc. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ là Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chuôi tử huyết sắc trường kiếm, yêu dị đến cực điểm, càng là lộ ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách sát phạt chi khí. Làm Tiêu Phàm lấy ra Tu La kiếm một sát na kia, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương đều cảm giác lạnh cả tim, toàn thân hiện nổi da gà lên, cả người lông tóc toàn bộ dựng thẳng lên. Cái này hắn mẹ cái này cần lây dính bao nhiêu máu tươi. Bạch Ma trực tiếp tuôn ra nói tục, hắn giết người vô số, có thể ở Tu La kiếm khí thế trước mặt, cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như Bạch Ma biết rõ, Tu La kiếm thôn phệ một ao đại đế sát huyết, đoán chừng liền sẽ không nghĩ như vậy. Thần vô tâm cảm nhận được cỗ kia đáng sợ sát khí, toàn thân kịch liệt run một cái, nắm đấm uy thế nháy mắt giảm ít đi rất nhiều. Hắn những năm này kinh lịch vô số mưa máu, tự nhận là đồng giai, nếu luận mối về sát khí mà nói, không người có thể so. Nhưng bây giờ, lại bị một cái vô danh tiểu tử kiếm trong tay dọa sợ. Thần vô tâm bản năng sinh ra một loại sợ hãi, muốn rút lui. Nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm nhẹ nhàng giơ lên kiếm trong tay, phong khinh vân đạm chém một cái, một đạo huyết sắc tấm lụa xẹt qua hư không, liền hư không đều bị xé ra một đạo lỗ hổng. Thần vô tâm nắm đấm, ở cái kia huyết sắc kiếm khí trước mặt, liền tựa như một tờ giấy mỏng, trực tiếp phá vỡ. Một kiếm này, đơn giản liền là thế như trẻ tre, như bẻ cành khô, đáng sợ đến cực điểm. Thần vô tâm càng là cảm giác ra đầu kém chút nổ tung, tử vong khí tức bao phủ hắn, hắn thoát đi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cùng một kiếm này so sánh, vẫn như cũ xa xa không bằng. Phốc phốc một tiếng, chỉ thấy một màn mưa máu chiếu xuống, thần vô tâm cánh tay phải đột nhiên bị Tiêu Phàm chém xuống, cả người bị huyết sắc kiếm khí xuyên thủng, giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, bay ra vài ngàn trượng ở ổn định thân hình. Nha, đánh chợt, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn phía xa thần vô tâm nói. Giờ phút này thần vô tâm chỗ nào còn có cái kia cao cao tại thượng, không nhiễm bụi bặm bộ dáng, hắn giờ phút này máu me khắp người, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Đánh chợt, ta tin ngươi tà, ngươi nhà rõ ràng là cố ý. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương khóe miệng giật một cái, bọn họ thấy rõ ràng, Tiêu Phàm rõ ràng là cố ý nhường kiếm khí lệch một chút, nếu không mà nói, đoán chừng thần vô tâm đã bị phân thây. Thần vô tâm sắc mặt khó coi đến cực điểm, nguyên bản hắn coi là giết chết Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân dĩ nhiên một kiếm liền bại. Vẹn vẹn một kiếm A, cái này hắn nha cái này cỡ nào mạnh mẽ. Tu La tộc cái kia 6 người cũng là kinh ngạc vô cùng, thần vô tâm thế nhưng là bọn họ trong lòng thần A, bây giờ thần kém chút bị một kiếm, cái này khiến bọn họ như thế nào tiếp nhận được. Nhất là Tiêu Phàm một câu kia, đánh chật, đơn giản liền là trần trụi nhục nhã A. Đám người trong lòng đột nhiên toát ra vô số nghi hoặc, gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Vì sao sẽ mạnh như vậy? Phải biết, hắn vẫn chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ A, nếu là đột phá cổ thần cảnh đỉnh phong, còn đến mức nào? Thần vô tâm, nhìn ngươi bộ dáng, ngươi có vẻ như không tin ta lời. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem thần vô tâm, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang, lại nâng lên trong tay trường kiếm. Thần vô tâm trầm mặc không nói, hắn tự nhiên không tin Tiêu Phàm vừa mới đánh chật, chỉ là hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm mạnh như vậy mà thôi. Không tin mà nói, lại đến một kiếm, ta cam đoan lần này sẽ không lệch. Tiêu Phàm hí ngược nhìn xem thần vô tâm nói, trong tay Tu La kiếm lại chuẩn bị chém xuống. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thần vô tâm quát to, một tay bưng bít lấy tay cụt, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng trong tay hắn Tu La kiếm. Hắn luôn cảm giác chuôi kiếm này có chút quen thuộc, sao có thể cũng nghĩ không ra. Cũng khó trách hắn không quen biết, bây giờ Tu La kiếm, sớm đã không phải lúc trước cái kia một chuôi, vô luận uy lực, vẫn là bề ngoài, đều phát sinh rất lớn biến hóa, nếu không mà nói, thần vô tâm khẳng định có thể nhận ra. Ta là ai, ngươi không tư cách biết rõ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết, biến băng lãnh đến cực điểm, gầm thét một tiếng lăn. Lăn. Cuồn cuộn sóng âm xung kích ra, mang theo đáng sợ sát phạt chi lực, xông thẳng thần vô tâm mà đi. Nếu là bình thường, ai dám nhường hắn thần vô tâm lăn. Thế nhưng là hiện tại, thần vô tâm là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ Tiêu Phàm, cái này tiểu tử, quá đáng sợ, khó trách có thể lấy được hắn Tu La đế tộc bách sát đế lệnh. Ở cỗ kia to lớn sóng âm trùng kích vào,
Thần Vô Tâm thân thể lui về phía sau mấy bước, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chúng ta đi, Thần Vô Tâm khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng, không cam lòng hướng về nơi xa bay đi. Vây sát Huyết Vô Tuyệt Lục đại tu la tộc cường giả nhìn thấy, hung hăng chừng Tiêu Phàm một cái, cũng không cam chịu đi theo. Sư đệ, tại sao thả bọn họ đi? Huyết Vô Tuyệt đi tới Tiêu Phàm phụ cận nói. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương cũng là nghi hoặc không thôi, lấy bọn hắn đối Tiêu Phàm hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối không phải dễ nói chuyện người, liền bán bộ thần vương đều nói giết liền giết, thần vương cường giả nói đến tội liền đắc tội. Dựa theo lẽ thường tới nói, Tiêu Phàm sẽ không bỏ qua Thần Vô Tâm bọn họ mới đúng. Giữ lại hắn còn có chút tác dụng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, híp hai mắt nhìn chằm chằm Thần Vô Tâm rời đi phương hướng. Trong lòng của hắn lại là rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại thực lực giết Thần Vô Tâm, có thể chưa hẳn có thể làm được. Thần Vô Tâm thân làm Tu La Đế tộc người, khẳng định có thần vương pháp thân, thậm chí đại đế ý niệm bảo hộ, coi như có thể giết chết Thần Vô Tâm, trên người khẳng định sẽ tiêm nhiễm Thần Vô Tâm khí tức. Thần vương pháp thân hắn cố nhiên không sợ, nhưng đại đế ý niệm đây. Huống chi, về sau hắn thế nhưng là còn nghĩ tiến về Tu La Đế tộc đây, hắn cũng không muốn hiện tại liền đắc tội Tu La Đế tộc. Hiện tại chúng ta đi đâu? Huyết Vô Tuyệt biết rõ Tiêu Phàm có bản thân dự định, cũng không có lại miễn cưỡng, nhìn về phía nơi xa rộng lớn thiên địa, ngưng tiếng hỏi. Tiêu Phàm đứng ở đỉnh núi, nhìn xem mảnh này thương mang đại địa, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cái gì chú ý. Đúng rồi, Nam Cung huynh cùng Quân Nhược Hoan bọn họ hẳn là trước giờ tới nơi này phiến khu vực, nếu không chúng ta trước tìm tới bọn họ lại nói. Huyết Vô Tuyệt lại nói ra. Giới này so với chúng ta tưởng tượng muốn rộng lớn, muốn tìm bọn họ quá khó khăn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Tất nhiên Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan tiến nhập phía này khu vực, tự nhiên có bọn họ tạo hóa, hắn tin tưởng lấy bọn hắn hai người thực lực, không cần đi tìm bọn họ, về sau cũng khẳng định sẽ đụng phải. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời đi nơi này, vừa mới các ngươi ở trong này phát sinh chiến đấu, đoán chừng sẽ kinh động giới này một chút đồ vật. Bạch Ma đột nhiên mở miệng nói. Thứ gì? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn đối cái này bách sát chiến trường cũng không có nhiều lắm biết. Nếu như tiếp theo Thiên Võ Thần Sơn người tiến vào nơi này, chí ít thu hoạch được tin tức liền không giống. Mặc dù trong lòng ôm lấy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là đạp không mà lên, Bạch Ma chí ít sẽ không hại hắn. Ngươi cũng biết cái gì gọi là bách sát chiến trường, Bạch Ma cùng đi lên hỏi. Không biết, Tiêu Phàm quyết đoán lắc lắc đầu, nói không phải nói bách sát chiến trường có pháp tắc bái phiến, có thể giúp tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đột phá thần vương cảnh sao. Bạch Ma nghe vậy, không khỏi trợn trắng mắt, tiểu tử này dĩ nhiên chỉ muốn đến cơ duyên, lại không nghĩ tới nguy hiểm. Pháp tắc toái phiến xác thực tồn tại, có thể ngươi đừng quên, cơ duyên cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Bạch Ma đành phải kiên nhẫn giải thích nói, cái này bách sát chiến trường, nói trắng ra là, nhưng thật ra là một chỗ cổ lão chiến trường. Ngươi cái này không phải nói nhảm sao? Tiêu Phàm im lặng nói. Không, ta nói chiến trường cùng ngươi tưởng tượng chiến trường không giống. Mảnh này chiến trường không thuộc về thái cổ thần giới, mà là thuộc về một cái thế giới khác. Bạch Ma hít sâu một cái, ngữ khí cũng biến ngưng trọng lên. Thái cổ thần giới không thôi đã là to lớn nhất thế giới sao? Huyết Vô Tuyệt không khỏi nhíu mày. Tiêu Phàm lại là thần sắc 10 phần bình tĩnh, hắn nghe Bạch Ma đã từng nói qua, thái cổ thế giới bên ngoài, còn có một chỗ tên là Thiên Hoang, địa phương. Mà Bạch Ma, cũng không thuộc về thái cổ thần giới, nghĩ đến cũng là đến từ một cái thế giới khác. Bạch Ma không có trả lời Huyết Vô Tuyệt vấn đề, ốc còn không mang nổi mình ốc nói ra, cái này bách sát chiến trường, là thái cổ thần giới ngăn giết người xâm nhập chiến trường, mặc dù năm đó đánh lui người xâm nhập, có thể giới này vẫn như cũ có người xâm nhập lưu lại hậu đại. Đồng dạng, năm đó một trận chiến thảm liệt vô cùng, vô số thần vương, đại đế cường giả vẫn lạc ở nơi đây, cũng liền lưu lại vô số truyền thừa, người có duyên có được. Xâm lấn thái cổ thần giới, ai có lớn như vậy năng lực? Lôi Viên Vương cũng không nhịn được hiếu kỳ nói, hắn mặc dù một mực đợi ở cái kia phiến cổ địa, nhưng đã từng cũng có nhân tộc tu sĩ tiến vào, hắn tự nhiên cũng biết một vài tin đồn. Đó là một cái náo động lớn thời đại lưu lại, trở về sau các ngươi liền sẽ biết rõ. Bạch Ma lắc lắc đầu, hiển nhiên không muốn cùng bọn họ nói những chuyện này. Chiếu ngươi ý tứ, chúng ta tiềm ẩn nguy hiểm, liền là những cái kia dị tộc đời sau. Tiêu Phàm đã sớm biết rõ Bạch Ma sẽ không nói những bí ẩn này. Cũng không có quá mức quan tâm. Hắn tin tưởng, khi hắn thực lực đầy đủ thời điểm, tự nhiên cũng liền có tư cách biết, cho nên cũng không miễn cưỡng. Không sai,
Bạch Ma nhẹ gật đầu. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, ngươi kỳ thật cũng là ta định nhân đâu? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Bạch Ma truyền âm nói. Bạch Ma sắc mặt đại biến, bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu, vội vàng lắc đầu nói, tiểu tử, ta cùng với thái cổ thần giới không coi là có thù, chúng ta cửu nhân, kỳ thật hẳn là đến từ thiên hoang bên ngoài. À, Tiêu Phàm như tin như không nhìn xem Bạch Ma, hiển nhiên không phải đặc biệt tin tưởng hắn nói chuyện. Hắn còn nhớ rõ, Bạch Ma lúc trước cũng đã có nói, muốn tàn sát thái cổ thần giới trên trăm vực mới có thể phát tiết trong lòng lửa giận đây. Tiêu Phàm, ta dám chỉ thiên lập thể, lúc trước ta chỉ là thổi ngưu bức dọa ngươi một chút mà thôi, thật không phải ngươi suy nghĩ như thế. Bạch Ma vội vàng giải thích nói, hắn thật bị Tiêu Phàm sợ bị ngược đái. Được rồi, về sau ta biết rõ ràng lại nói, hiện tại tạm thời bỏ qua ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thu hồi ánh mắt, Bạch Ma lúc này mới thở dài một hơi. Bất chi bất giác, mấy người đi tới cổ lâm chỗ sâu, thiên địa cũng chậm chậm biến đen kịt lên, tựa như một mảnh không ánh sáng thế giới. Công tử, nhìn sắc trời này, màn đêm cũng nhanh phủ xuống, dễ tìm nhất một tòa thành trì đặt chân. Lúc này, Lôi Viên Vương đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhìn thấy đám người không giải, Lôi Viên Vương lại nói ra, trước kia ta nghe những cái kia tiến vào giới này nhân tộc nói qua, đêm tối, không phải nhân tộc tu sĩ hoạt động thời gian, sẽ có đại khủng bố xuất hiện. Đại khủng bố, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hung ác trợn mắt nhìn Lôi Viên Vương một cái, nói, người nhà sao không nói sớm. Đều đi qua mấy vạn năm, thuộc hạ nhất thời không nhớ lại, hơn nữa cái này bốn phía cho ta một loại bất an cảm giác, thuộc hạ cái này mới nhớ tới. Lôi Viên Vương vẻ mặt đưa đám. Đối với Tiêu Phàm thực lực, hắn là thật sự sợ rồi, nhất là Tiêu Phàm bại lộ tu la kiếm chuôi này vô thượng sát kiếm sau đó. Ngươi cái này không nói còn tốt, vừa nói ta toàn thân liền hiện nổi da gà lên. Huyết Vô Tuyệt xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, chỉ cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới. Cái này bách sát chiến trường ngoại vi còn tốt, bất quá cũng vẫn là mau chóng tìm một tòa thành trì, bằng không đêm này muộn rất khó vượt qua. Bạch Ma cũng hít sâu một hơi, con người ngắm nhìn phương xa, tựa như phát hiện cái gì. Tiêu Phàm nheo mắt, thể nội thí thần cũng trở nên có chút bất an, hắn lúc này mới vững tin, Lôi Viên Vương tuyệt đối không phải ở nói chuyện giật gân. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm đạp không mà lên, đồng thời linh hồn chi lực phô thiên cái địa hướng về chung quanh bao phủ mà đi, muốn tìm kiếm Lôi Viên Vương trong miệng thành trì. Lôi Viên Vương, ngươi nói đại khủng bố là cái gì, tìm tới những cái kia thành trì liền an toàn sao? Huyết Vô Tuyệt không nhịn được hỏi. Lôi Viên Vương lắc lắc đầu, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hơn nữa đi qua thời gian dài như vậy, chỗ nào còn nhớ rõ nhiều như vậy. Hẳn là những cái kia dị tộc hậu duệ, bách sát chiến trường, trên thực tế hẳn là nhân tộc tu sĩ cùng dị tộc hậu duệ lẫn nhau tàn sát quá trình, sống sót, thực lực tự nhiên càng ngày càng mạnh. Bạch Ma thình lình phun ra một câu. Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước nghe nói nuôi cổ một đảo, rất nhiều cổ trùng đặt ở cùng một chỗ, lẫn nhau chém giết, thôn phệ, cuối cùng sinh ra một cái mạnh nhất. Hiện tại cái này bách sát chiến trường, cùng nuôi cổ thật đúng là có mấy phần cùng loại, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không thích nghi thì bị đào thải. Vô luận là ở đâu, đều là mạnh được yếu thua a. Tiêu Phàm trong lòng thở dài một hơi nói. A, đột nhiên, hắn thần sắc khẽ động, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, hắn linh hồn chi lực lại là bắt được, ở ngoài mấy trăm dặm, có không ít người đang nhanh chóng hướng về một cái phương hướng phi hành. Công tử, ngươi mau nhìn, Lôi Viên Vương đột nhiên kinh hãi nhìn xem hậu phương, toàn thân lông dựng đứng. Tiêu Phàm quay người nhìn lại, con ngươi cũng không nhịn được kịch liệt thu rụt một cái. Chỉ thấy chân trời màn đêm nhanh chóng giáng lâm, hắc ám điên cuồng cắn nuốt mảnh này đại địa. Đương nhiên, cái này cũng không thể nhường Tiêu Phàm sợ hãi, nhường hắn sợ hãi là, bóng tối kia bên trong phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, như có vô số lít nha lít nhít thân ảnh ở sôi trào. Giống như sóng biển đồng dạng, một đợt mạnh hơn một đợt, tiếp theo đêm tối nhanh chóng hướng về bọn họ vị trí mãnh liệt mà đến, tựa như muốn đem phiến này thiên địa đều cho thôn phệ. Đại khủng bố. Đây chính là Lôi Viên Vương trong miệng đại khủng bố. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ, tại sao phía trước có nhiều như vậy người điên cuồng hướng về một cái phương hướng đuổi đến, nghĩ tới cái này, hắn ánh mắt cũng hơi hơi sáng lên. Đi mau, Tiêu Phàm nơi nào còn dám dừng lại, nhiều năm như vậy đến, hắn còn chưa bao giờ có loại cảm giác này, cố kia khí tức nhường đầu hắn ra tóc chập choạng. Tiêu Phàm bốn người cực tốc hướng về chân trời lao đi, sông núi đám mây nhanh chóng hướng hậu phương thối lui. Giờ khắc này, bọn họ cũng không còn bất luận cái gì giữ lại. Hậu phương hắc ám,
rất nhanh liền bị bọn họ vứt bỏ, bất quá trong lòng cỗ kia bất an lại chưa giảm mảy may, ngược lại càng ngày càng dày đặc. Tuy nhiên bọn hắn không biết trong bóng tối có cái gì đồ vật, nhưng là bọn họ có thể khẳng định như Sấm Viên Vương nói, có đại khủng bố. Sư đệ, những cái kia đến cùng là thứ gì? Huyết Vô Tuyệt rốt cục không nhịn được hỏi, trong bóng tối đồ vật liếc mắt nhìn một cái, liền cảm giác tê cả da đầu. Không biết, không thấy rõ ràng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn mặc dù trong lòng có loại phỏng đoán, nhưng vẫn như cũ có chút không dám xác định. Hiện tại, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, nhất định phải lập tức tìm tới thành trì, nếu không bọn họ đều khả năng gặp nạn. Không lâu, Tiêu Phàm bọn họ rốt cục thấy được phía trước đoàn người, vội vàng tiến lên ngăn cản một đôi tuổi trẻ nam nữ. Các ngươi chơi cái gì? Tuổi trẻ nam tử phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Tuổi trẻ nữ tử cũng là đề phòng nhìn xem chung quanh, con ngươi liếc nhìn lấy, nghĩ đến như thế nào xông qua Tiêu Phàm bọn họ vây quanh. Không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi các ngươi, bóng tối kia bên trong đồ vật là cái gì? Tiêu Phàm tận lực bảo trì tiếu dung, để tránh nhường đôi tình lữ này hiểu lầm. Nếu không chúng ta vừa đi, ta sợ qua một lúc không còn kịp rồi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, tuổi trẻ nam nữ cũng nới lỏng khẩu khí, bọn họ rất rõ ràng giờ phút này phát sinh chiến đấu hậu quả. Tốt, Tiêu Phàm không có phản đối, hắn cũng muốn từ đôi tình lữ này trong miệng lấy được bản thân muốn tin tức. Đám người lần nữa nhanh chóng đi theo, tuổi trẻ nam tử nói, huynh đệ, các ngươi trưởng bối đối các ngươi cũng quá không người phụ trách, dĩ nhiên không nói cho các ngươi đó là thứ gì. Trưởng bối không cho chúng ta tiến vào bách sát chiến trường, là chính chúng ta vụng trộm chạy vào. Tiêu Phàm tùy ý tìm một cái lấy cớ. Nguyên lai như thế, tuổi trẻ nam tử lộ ra vẻ thoải mái, lại vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thật, bóng tối kia bên trong có cái gì chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là xương hô bọn chúng là dị ma, đều là ăn thịt người không nhả xương ma quỷ. Nói đến đây, tuổi trẻ nam nữ đều lộ ra sợ hãi, bọn họ tu vi không cao, chỉ có cổ thần cảnh trung kỳ tu vi, ở nơi này bách sát chiến trường đoán chừng không tính là cái gì. Dị ma, Huyết Vô Tuyệt lông mày nhíu lại, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chỉ là nhẹ gật đầu. Không cần phải nói bọn hắn cũng đều biết rõ, cái kia cái gọi là dị ma, hẳn là bạch ma nói, dị tộc hậu duệ. Những cái kia dị ma thực lực rất khủng bố, có thể hấp thu hắc ám lực lượng, hơn nữa số lượng rất nhiều, dù là cổ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ, chỉ có thể tiến vào thành trì tránh né. Tuổi trẻ nữ tử sợ hãi lấy nói ra. Các ngươi làm sao biết rõ phía trước có thành trì? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem hai người, không chỉ đám bọn hắn hướng về cái phương hướng này phi hành, hắn còn bắt được những người khác cũng là bay về phía cùng một cái phương hướng. Tuổi trẻ nam nữ nghe vậy, ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, tuổi trẻ nữ tử nhíu mày một cái nói, ngươi đến cùng có phải hay không nhân tộc tu sĩ? Chúng ta là thiên vũ vực người, Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu. Nguyên lai là cái kia yếu nhất thiên vũ vực. Tuổi trẻ nữ tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt có một vòng khinh bỉ. Nội nhân không biết nói chuyện, các hạ đừng đặt ở trong lòng, mọi người đều là nhân tộc. Tuổi trẻ nam tử vội vàng mở đầu, cho Tiêu Phàm mấy người cười bồi nói. Thiên vũ vực xác thực rất yếu, Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, hắn như thế nào không minh bạch cái kia nữ tử tranh chua, bất quá cái này tuổi trẻ nam tử lại cho ấn tượng của hắn không sai. Đào ca, bọn họ chỉ là thiên vũ vực người mà thôi. Không tất yếu đối bọn họ khách khí như thế, sớm biết rõ bọn họ là thiên vũ vực người, vậy mà còn dám ngăn lại đường đi của chúng ta, nên cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Tuổi trẻ nữ tử không phục, âm thầm cho tuổi trẻ nam tử truyền âm nói. Đêm tối sắp đến, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tuổi trẻ nam tử đáp lại. Sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ nói, mấy vị huynh đài đến từ thiên vũ vực, không biết cũng bình thường, chúng ta tiến vào bách sát chiến trường trước đó. Đều mua đến một chương bách sát chiến trường địa đồ, bên trên có minh xác tiêu chí, liền là để cho chúng ta dùng để đối mặt trước mắt loại tình huống này, ngươi nhìn, liền là cái này. Thoại âm rơi xuống, tuổi trẻ nam tử trong tay đột nhiên nhiều một chương địa đồ, mở ra cho Tiêu Phàm bọn họ nhìn, ngươi nhìn, không sai biệt lắm 300 dặm có hơn, thì có một tòa thành trì, chỉ cần tiến vào thành trì, chúng ta liền có thể tránh né dị ma truy sát. Đào ca, năm đó nhẹ nam tử mở ra địa đồ một sát na kia. Tuổi trẻ nữ tử muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp, trên bản đồ tất cả toàn bộ đều bại lộ ở Tiêu Phàm dưới mắt. Nàng không nghĩ tới tuổi trẻ nam tử dĩ nhiên không có bất kỳ phòng bị nào, liền mở ra địa đồ cho Tiêu Phàm bọn họ nhìn, bất quá nàng vẫn là vội vàng đem địa đồ đoạt mất. Đáng tiếc,
Tiêu Phàm ánh mắt cũng đã đảo qua địa đồ, lấy hắn xem qua không quên năng lực, vẹn vẹn một cái liền nhớ ký bên trên tất cả nội dung. Lan muội, cái này địa đồ cũng không phải cái gì hy hữu đồ vật, khắp nơi đều có thể mua được. Tuổi trẻ nam tử lộ ra vẻ xấu hổ. Hừ, người nào biết rõ bọn họ An không có ý tốt. Tuổi trẻ nữ tử quát nhẹ một tiếng, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ nói, huống hồ, vật này bọn họ Thiên Vũ vực có thể chưa chắc có. Người nào không biết Thiên Vũ vực là một cái thâm sơn cùng cốc. Huyết Vô Tuyệt nhíu mày, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương lộ ra khó chịu, ngược lại là Tiêu Phàm dị thường bình tĩnh, khoát tay một cái nói thôi, có nhiều quấy rầy. Nói xong, Tiêu Phàm liền đạp không mà lên, nếu là hắn trước kia tính tình, đoán chừng trực tiếp một cái tát đi lên, nhưng là bây giờ, hắn cũng đã ổn trọng rất nhiều, hơn nữa hắn thời gian không tất yếu lãng phí ở dạng này trên thân người. Công tử, ta đi giết bọn họ, đem cái kia địa đồ đoạt tới. Lôi Viên Vương cùng ở bên người Tiêu Phàm, hung dữ nói. Hai cái cổ thần cảnh trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên như thế phách lối, Lôi Viên Vương đã sớm khó chịu. Không cần, địa đồ ta có, trước chạy tới thành trì lại nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn cũng không phải giết người đoạt bảo hạng người, huống chi, hai cái cổ thần cảnh trung kỳ, cũng đã không động được hắn sát tâm. Ngươi có. Đám người cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng nghi hoặc không thôi, lúc trước ngươi không phải là cái gì đều không biết a, làm sao hiện tại liền địa đồ cũng có. Tiêu Phàm lười nhác giải thích, trong lòng cẩn thận nhớ lại một cái, vẹn vẹn mất mấy chục cái hô hấp thời gian, một tòa màu mực thành trì liền rơi vào ở bọn hắn tầm mắt. Thành trì không xưng được rộng lớn, lại cho người ta một loại nặng nề mà kiên cố cảm giác, tường thành đạt đến mấy chục trượng, cả người đen như mực, phía trên điêu khắc vô số sinh linh, sinh động như thật. Thành trì phía trên hà quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên là có trận pháp bao phủ, trên tường thành mới, đứng đấy không ít tu sĩ, thần sắc lạnh lùng nhìn xem phía dưới, trong mắt đều là hờ hững, giống như nhìn một nhóm người chết. Giờ phút này, cửa thành tụ tập trên trăm tu sĩ, loạn thành một bầy, sốt ruột đến cực điểm, chính đối trên tường thành kêu to. Chuyện gì xảy ra, làm sao đều không tiến nhập thành trì sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, đi tới tường thành phía dưới. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được, không phải những người này không tiến nhập thành trì, mà là cửa thành cấm đoán, căn bản là không thể đi vào. Mắt thấy hắc ám sắp ăn mòn phía này khu vực, nếu là không cách nào tiến vào thành trì, cái này hơn trăm người, đoán chừng đều phải đẫm máu cửa thành không thể. Mắt thấy thành trì ngay ở trước mắt, nhưng lại không cách nào vào thành, vô luận là người nào, trong lòng đều sẽ vô cùng tức giận. Đều tranh thủ thời gian xéo đi, cửa thành cũng đã quan bế, liền không có khả năng mở ra, không sợ nói cho các ngươi, cái này Mạc Thạch thành thế nhưng là Thiên Hạo công tử địa bàn, các ngươi nếu là nghĩ tuân nghịch Thiên Hạo công tử mệnh lệnh, cứ việc thử xem. Trên tường thành một bên, cả người khoác hắc sắc chiến giáp thanh niên nam tử cười lạnh nhìn xem phía dưới, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, trong mắt đều là nồng đậm khinh thường. Hết tập 164.